Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 761, mua thuốc giá thấp thượng 1. Chỉ có điều, hắn lập tức lắc đầu. Trước đó Trương Huyền đã sớm biết về An Thần Thảo, công hiệu là tâm thần bình thản, khiến người ta càng dễ dàng tiến vào tâm như mặt nước phẳng lặng, trên tu luyện làm ít công to, cũng không có cái gọi là khiến cho linh hồn ngủ say tỉnh lại. Bằng không, lấy khả năng tinh thông của hắn đối với dược lý, khẳng định đã sớm biết, nghĩ biện pháp tìm kiếm thứ này. Thức tỉnh lại linh hồn. Không thể như vậy được. Triệu Phi Vũ nhướng mày. Nàng xem qua không ít sách liên quan tới dược liệu, cũng biết công hiệu của loại dược liệu này, không khoa trương như trong tưởng tượng. Bình thường An Thần Thảo quả thật không công hiệu này, nhưng cái này lại khác. Nó là An Thần Thảo Đế Vương, dựa vào cắn nuốt linh khí trong linh thạch sinh trưởng, đối với cường giả hóa phàm cũng có công hiệu cực lớn. Nói lên bụi cỏ này, mắt gã sai vặt tỏa sáng. Cắn nuốt linh thạch, chẳng lẽ còn cần sử dụng linh thạch nuôi dưỡng? Ừ, từ khi bắt đầu xuất hiện cây non, vẫn sử dụng bố trí trận pháp đặc biệt, hấp thu linh khí tinh thuần nhất trong linh thạch, cung cấp năng lượng cần thiết cho nó sinh trưởng. Thẳng thắn mà nói, gốc cây An Thần Thảo này có thể lớn như vậy, tiêu hao hết linh thạch lại không dưới 100 khối. Càng chưa nói tới tiêu hao nhân lực vật lực trong đó. Gã sai vặt nói tiếp. Trương Huyền líu lưỡi. Nuôi bụi cỏ, tốn 100 linh thạch. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, chưa từng tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Không nghĩ tới đãi ngộ của một gốc cỏ so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Thật đúng là người không bằng cây cỏ. Đúng vậy, cho nên gốc cây An Thần Thảo này, cùng với nó sinh trưởng tự nhiên hoàn toàn khác nhau, đã thay đổi thuộc tính, đối với linh hồn có tác dụng rất mạnh. Gã sai vặt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy rằng chấn động, Trương Huyền vẫn chưa tin, mà trong mắt có hoa văn chảy xuôi, nhìn sang. Có thể có tác dụng đối với linh hồn ngủ say hay không, nghe thấy hắn ăn nói lung tung, khẳng định không chính xác, cần phải tự mình quan sát. Rất nhanh, mắt hắn càng lúc càng sáng. Bụi dược liệu này tuy rằng chân quý, lại không đạt được cảnh giới nhìn không thấu. Căn cứ vào tin tức mắt Minh Lý tặng lại, tự nhiên thật sự có tác dụng đối với linh hồn ngủ say. Chỉ có điều, không phải thức tỉnh lại như trong miệng hắn nói, mà là củng cố linh hồn ngủ say, không cho hắn tan ra. Linh hồn ngủ say, nói thật dễ nghe, là đang ngủ. Trên thực tế là quá yếu, không có cách nào tỉnh lại. Thật giống như người bệnh nặng, hai tay, hai chân không có lực, không có cách nào đứng dậy. Thân thể lộ trùng bị trùng kích, linh hồn tản ra. Tuy rằng hắn cứu chữa nhanh, nhưng vẫn là bị tổn thương cực lớn. May mắn còn tồn tại không đầy 1% trước đó, không có cách nào chống đỡ thân thể vận chuyển, lúc này mới không tỉnh táo. Gốc An Thần Thảo này mặc dù không có năng lực khiến cho hắn tỉnh lại, nhưng khiến cho linh hồn duy trì không tiếp tục tan đi, thậm chí chậm rãi lớn mạnh, vẫn có thể làm được. Nhất định phải lấy tới tay. Làm thế nào để cho lộ trùng khôi phục tỉnh táo, hắn vẫn không tìm được phương pháp. Nhưng tuyệt đối không thể để cho linh hồn hắn càng ngày càng yếu. Nếu gặp được gốc cây An Thần Thảo này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, phải lấy xuống. Cái này, bao nhiêu tiền? Có chút do dự, hắn quay đầu lại hỏi. Gốc cây An Thần Thảo này là một trong những bảo vật chân quý nhất của nhất phẩm các chúng ta từ trước tới nay. Xem như là đắt nhất, phải 500 linh thạch. Gã sai vặt nói. 500. Thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái. Hiện tại hắn ngay cả 5 khối linh thạch cũng không lấy ra được, còn 500. Đùa gì thế? Lấy ra 500 kim tệ thật ra có thể. Dám bảo các, không bằng gọi là đoạt tiền các, một vật bất kỳ lại đắt như vậy, bảo người ta mua thế nào? Có thể mua được cũng không nhiều. Trong lòng hắn đang nghĩ, có nên trả giá thấp một chút. Xem có thể lại nói mua với 500 kim tệ hay không, liền nghe được ngay phía trước có một giọng nói trầm ổn vang lên. Được. Gốc cây An Thần Thảo này, ta muốn, thuận tiện lấy Phỉ Thúy Trúc, Trầm Tích Thảo, Âm Dương Tán. Gọi lại một túi mang đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lão già đứng cùng một chỗ với Lưu Xương Giám Bảo Sư kia, vẫy bàn tay một cái, mở miệng nói. Trong mắt hắn, hình như 500 linh thạch, giống như 500 kim tệ, không đáng kể chút nào. Được rồi. Nghe được lời của hắn, gã sai vặt đang giới thiệu phía trước, vội vàng cầm mấy thứ đồ này tới, đầy hưng phấn. Khách hàng mua được càng nhiều, làm người hướng dẫn, trích phần trăm của bọn họ cũng sẽ càng nhiều. Đã bị bán mất, vị thiếu gia này, không bằng ngươi xem những vật khác. Gã sai vặt trước mặt Trương Huyền,
nhìn thấy được An Thần Thảo đã bị mua đi, lắc đầu, có chút thất vọng. Không cần xem nữa, lại là cái này. Những vật khác, Trương Huyền cũng không có coi trọng, hắn nhấc chân đi về phía trước, còn chưa tới trước mặt, liền trực tiếp mở miệng. Hãy khoan đã, ngươi không phải muốn mua chứ? Thấy người này xông lên trực tiếp hô lên, hãy khoan đã, gã sai vặt bị dọa cho giật mình. Người ta cũng đã nói muốn, ngươi lại tiến lên chính là cùng đối phương tranh cướp. Mấu chốt chính là, ngươi biết hắn là ai sao? Ngay cả người cũng không biết, cứ như thế đi qua, cũng quá lỗ mãng. Giọng nói của Trương Huyền vang dội, lập tức thu hút sự chú ý của đám người lão già. Lưu Sương giám bảo sư nhìn thấy được hắn qua, trừng mắt. Vừa rồi mình muốn tranh mua của người này, lẽ nào hắn mang thù, muốn đi qua cướp của mình? Ngươi làm gì? Hắn tiến lên một bước, ngăn cản ở trước mặt. Gốc cây An Thần Thảo này, ta dự định lấy. Mặc kệ đối phương, Trương Huyền nói. Thứ này, chúng ta đã mua, ngươi vẫn mua những vật phẩm khác đi. Lưu Sương giám bảo sư vẫy bàn tay một cái. Các ngươi tuy rằng coi trọng trước, không phải còn chưa trả tiền sao? Mua đồ, người trả giá cao được, ta chỉ cần ra giá cao hơn ngươi, có phải có thể trực tiếp lấy đi hay không? Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Ngươi, chương 762, mua thuốc giá thấp thượng 2. Ngực Lưu Sương giám bảo sư lên xuống, thiếu chút nữa tức nổ phổi. Lời này hắn hết sức quen thuộc, giống hệt với lời hắn đã nói với đối phương lúc trước. Xem ra người này lại cố ý tìm tới gây phiền toái. Nếu không, làm sao có thể nói cũng nói không sai chút nào. Hai người Triệu Phi Vũ và Kim Tòng Hải liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được cười khổ. Thật đúng là một người không chịu thua thiệt. Chỉ có điều, lão già kia vừa nhìn đã biết không phải là một người thiếu tiền. Đồ từ trong tay hắn, muốn mua, sợ rằng không đơn giản như vậy. Vậy ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Gốc cây An Thần Thảo này, chúng ta có thể ra 500 linh thạch. Cố nén tức giận, Lưu Sương giám bảo sư hừ một tiếng nói. Vừa rồi, người này ngay cả 15 người linh thạch cũng phải do dự, khẳng định không có bao nhiêu tiền. Muốn lấy giá cao từ trong tay bọn họ, mua gốc dược liệu này, làm sao có thể làm được? Ngươi có thể làm chủ, đưa gốc cây An Thần Thảo này cho ta chứ? Ánh mắt Trương Huyền thoáng nhìn. Vị Lưu Sương giám bảo sư này, địa vị tuy cao, cũng rất tự ngạo, nhưng ở sau lưng lão già, ngoan ngoãn giống như hạ nhân, đã biết, địa vị của người này cao hơn. An Thần Thảo là do lão nhân quyết định mua, chỉ sợ hắn còn không có quyền làm chủ. Nếu không, dính loạn vào làm cái gì? Ta! Sắc mặt Lưu Sương giám bảo sư thoáng cái đỏ ửng. Hắn là đệ tử của ta, bán hay không bán, vẫn có quyền lợi làm chủ, chỉ có điều... Gốc cây An Thần Thảo này ta có chỗ cần dùng, không muốn bỏ đi thứ yêu thích. Cho dù ngươi lại ra giá cao cũng vô dụng. Hai người tranh cãi, lão nhân nhìn thấy ở trong mắt. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, hờ hững nhìn qua. Học sinh, lão sư, học sinh sư đạo truyền thừa, Lưu Sương là một vị giám bảo sư nhị tinh. Lão sư hắn sợ rằng ít nhất phải đạt được tam tinh, thậm chí tứ tinh. Thảo nào bỏ ra 500 linh thạch mua một gốc cây dược liệu. Mắt cũng không nháy một cái. Lại ra giá cao, không nhất định là vậy. Trương Huyền nói. À, vậy không bằng nói một chút, người có thể ra giá bao nhiêu? Lão nhân có phần hứng thú nhìn qua. Mấy gã sai vặt cũng tràn ngập tò mò. Người thanh niên không biết lão già này là ai, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Đó là một vị thần tài lớn không thiếu tiền, cho dù không phải là có tiền nhất trong toàn Hồng Hải Thành, cũng không kém hơn bao nhiêu. Từ trong tay người như thế mua đồ hắn coi trọng, cho dù thành công, cũng chỉ sợ là một giá trên trời. Đám người Triệu Phi Vũ cũng đầy nghi ngờ và chờ mong. Trước đó, người này sử dụng y thuật giải quyết, không lấy ra tài phú, bọn họ cũng không biết sốt cuộc có tích góp bao nhiêu. Hiện tại muốn mua gốc cây An Thần Thảo này, sẽ phải bỏ tiền. Dù sao, không vàng thật bạc thật, dám bảo các làm sao có thể bán ra bảo bối giá trị 500 linh thạch. Cho dù nói ba hoa trích chòe, những gã sai vặt này cũng không tư cách làm chủ. Nhiều tiền như vậy, cả đời bọn họ cũng không kiếm được. Ở tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, muốn nghe một chút xem hắn rốt cuộc có chỗ dựa gì, liền nghe được giọng nói tự tin của người thiếu niên vang lên. Ta có thể ra 500 kim tệ. Phụt! Lưu Sương dám bảo sư thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi. Lại tới nữa. Ngươi có ý tứ không? Vừa rồi ta ra 50 linh thạch,
muốn mua vật kỳ quái kia, ngươi tới 50 kim tệ. Lần này một gốc an thần thảo chân quý như vậy, lại là bộ dạng này. Còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm không? Đám sai vặt xem náo nhiệt, môi tất cả đều nhất thời co rút. Giọng điệu lớn như vậy, vốn tưởng rằng có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Kết quả lại tới lời này, ngươi là cố ý tới quấy rối. Còn gã sai vặt đứng sau lưng Trương Huyền, càng thêm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cho rằng thật sự có thể cho ra một cái giá cao hơn những người khác, ai biết tự nhiên ra cái này. Khụ khụ, cho dù không có tiền, cho không ra cái giá quá cao, cũng không thể cho ra một cái giá ngay cả một đống bùn cũng mua không nổi chứ. Mấy người sắp hôn mê, Triệu Phi Vũ vỗ trán một cái. Kim lão, chuẩn bị ra tay đi, ta sợ, không bảo vệ, hắn sẽ bị đánh chết. Vâng. Kim Tòng Hải gật đầu, chân khí trong cơ thể âm thầm điều động, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hắn và công tử có cái nhìn như nhau. Lão nhân này rõ ràng địa vị không thấp, ngay cả người như thế cũng muốn khiêu khích, không biết trời cao đất rộng như vậy, có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối gọi là kỳ tích. 500 kim tệ đã muốn mua gốc cây an thần thảo này. Quả nhiên, sắc mặt lão nhân trầm xuống, khí tức trên người giống như sóng to gió lớn. Tuy rằng không biết cụ thể cao bao nhiêu, so với Kim Tòng Hải, hình như cũng hoàn toàn không yếu. Sợ rằng chỉ tự nhiên đạt tới cảnh giới hóa phàm tam trọng. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Thấy hắn sảng khoái thừa nhận như vậy, hoàn toàn không có chút e ngại, lão nhân hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy nhất phẩm các không cần 500 linh thạch, ngược lại sẽ thu 500 kim tệ, bán vật chân quý như thế cho ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Thành chủ Hồng Hải Thành hay minh chủ Liên minh Vạn Quốc? Hai người ta ai cũng không phải, chỉ là một người bình thường muốn mua an thần thảo. Trương Huyền lắc đầu, thần sắc thản nhiên. Hơn nữa, ta không phải mua từ phía nhất phẩm các, mà là mua từ phía ngươi. Ta tin tưởng, ngươi với 500 kim tệ, nhất định sẽ thuận lợi bán cho ta. Mua từ phía ta, còn thuận lợi bán cho ngươi. Lão nhân phát điên, trên mặt dữ tợn run rẩy. Ngươi thế nào lại chắc chắn như thế, ta sẽ đáng khinh như vậy. Mua 500 linh thạch, muốn bán 500 kim tệ cho ngươi. Nằm mơ. Chương 763, mua thuốc giá thấp chung 1. Hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới. Tự nhiên cũng không có khả năng ngu xuẩn mua 500 linh thạch, bán đi. 500 kim tệ. Tiểu tử này rốt cuộc là đầu óc có bệnh, hay thần kinh co rút. Nếu không làm sao có thể nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa, mỉm cười, gật đầu. Không sai. Ầm ĩ đủ chưa, người có biết lão sư nhà ta là ai không, lại ở trong này ăn nói bừa bãi, phát ngôn bừa bãi. Thấy hắn càng lúc càng quá đáng, ngay cả lão sư cũng dám khiêu khích, Lưu Sương dám bảo sư không thể tiếp tục kìm chế được, bước lên trước. Người nào, ánh mắt lợi hại. Nhìn bảo vật lần đầu tiên, lại có thể tìm tới chỗ mấu chốt. Nếu như không đoán sai, chắc là dám bảo sư. Ánh mắt Trương Huyền thoáng nhìn. Biết là tốt rồi, lão sư nhà chúng ta, chính là. Lưu Sương đang muốn giới thiệu thân phận, đã bị lão già cắt ngang. Được rồi, nếu biết ta là dám bảo sư, thì hẳn phải biết, ta không thiếu tiền, cũng sẽ không bán đồ đã mua. Hắn xem như đã nhìn ra, người này chính là một người đầu óc có vấn đề. Hắn lười phải tiếp tục tính toán, nhìn về phía gã sai vặt trước mắt. Đều thu thứ này lại cho ta, còn có mấy thứ đã lấy trước đó, cùng lấy tới, đưa đến quý phủ của ta. Vâng, gã sai vặt gật đầu. Vừa nói xong, mấy gốc dược liệu, kể cả mấy cái bảo vật, lại trở tới. Đám người Triệu Nhã lặng lẽ nhìn lại, nhịn không được đồng thời chắt lưỡi. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại, đều chân quý dị thường. Giá quy định cũng không kém 300 linh thạch. Mấy thứ để chung vào một chỗ, sợ rằng đã vượt qua 2.000 linh thạch từ lâu. Một lần lấy ra nhiều như vậy, khuôn mặt còn không thay đổi. Giá trị con người của lão già này cao, quả thật khiến cho người ta hoảng sợ. Đối mặt với nhân vật như vậy, lão sư chỉ 500 kim tệ đã muốn mua đồ người ta mua 500 linh thạch. Có phải thật sự có chút quá đáng hay không? Bọn họ nghi ngờ nhìn về phía lão sư, muốn biết hắn sẽ làm như thế nào. Chỉ thấy người thanh niên chắp hai tay ở sau lưng, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Ai, vốn tưởng là nhân vật lớn, dám bảo sư, mua đồ có thể tinh mắt một chút. Không nghĩ tới dùng nhiều tiền đi mua hàng giả, thưởng thức này,
thật đúng là khiến người ta khó có thể lý giải. Âm thanh mang theo tiếng thở dài, hình như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hàng giả, ngươi cũng biết lão sư ta là ai không? Lại ở trong này mở miệng nói bậy. Lão sư tha cho hắn một lần, còn tưởng rằng người này sẽ dừng lại. Không nghĩ tới hắn lại nói ra lời này. Khuôn mặt Lưu Sương trầm xuống, sắp bùng nổ. Xong chưa? Lão sư không so đo với ngươi thì thôi, ngươi lại còn dám nói mua hàng giả. Có phải muốn đâm đầu vào chỗ chết hay không? Ai? Trực tiếp quát mắng, Trương Huyền không thèm quan tâm, lại thở dài, không nhịn được lắc đầu. Mắt phụng về ngược lại cũng thôi, còn không thừa nhận. Mấu chốt nhất còn tự xưng cái gì nhân vật lớn. Mất mặt, thôi đi, nếu không nghe người khuyên, muốn mua đồ giả, ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Đi thôi. Nói xong, hắn ngoắc tay, dẫn theo đám người Triệu Nhã muốn rời khỏi đó. Khoan đã, ngươi nói ai mua hàng giả? Không nói rõ ràng, đừng mong rời đi. Thấy người này muốn nói lại thôi, rất rõ ràng nói lão sư mua đồ giả, không thừa nhận, Lưu Sương không thể tiếp tục kìm chế được, ngăn cản trước mặt. Cùng thời khắc đó, khí tức trên người hắn phát ra, chân khí lưu chuyển, lực lượng 10 phần. Lại là một vị cường giả hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh. Đồng dạng là tăng thọ cảnh, hắn loại võ giả có danh sư, lại tu luyện ở Liên minh Vạn Quốc, tự nhiên phải mạnh hơn so với Đinh Hoành tự mình đột phá. Thật sự muốn ra tay. Cho dù Trương Huyền gần đây tiến bước rất lớn, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Chỉ có điều, đối mặt với khí tức trên người đối phương phát ra, Trương Huyền không thèm quan tâm, trái lại liếc mắt nói. Thế nào, mắt không tốt không tìm được hàng thật, còn không cho người ta nói. Có lòng tốt nhắc nhở, cảm thấy thật mất mặt, muốn lưu chúng ta lại sao? Ngụy Trang Dương Huyền, loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều. Không có tự tin này, còn giả vờ cái gì? Mắt không tốt, ngươi cũng biết lão sư nhà ta là ai. Toàn bộ Hồng Hải Thành có bao nhiêu người xin lão sư giúp hắn xem hộ. Tức giận sắc mặt trở nên trắng bệch, Lưu Sương đang phải nói tiếp, chỉ thấy lão già đã chậm rãi đi tới. Được rồi. Khoát tay, lão già nhìn qua. Ngươi nói ta mua được hàng giả, không biết cái nào là giả. Có bằng chứng gì? Mặc dù chỉ là câu hỏi bình thường, lại mang theo tự tin tràn đầy, khiến người ta một loại đè ép mãnh liệt. Hình như chỉ cần nói sai một câu, lại sẽ gặp phải giáo huấn. Bằng chứng, ngươi thật muốn biết. Trương Huyền mỉm cười. Nếu như ngươi nói có lý có chứng cứ, chứng minh ta thực sự nhìn nhầm, đương nhiên ta sẽ thừa nhận. Chỉ có điều, nếu như ăn nói bừa bãi, nói bậy, chỉ vì muốn lòe bịp mọi người, ta có thể không ngại. Sợ rằng, Lưu Sương cũng sẽ không đồng ý. Trong giọng nói của lão già mang theo sự uy nghiêm. Chương 764, mua thuốc giá thấp chung 2. Nói thẳng hắn mắt mù không phân biệt tốt xấu, nếu thật sự là nói bậy, cho dù không cần ra tay, Lưu Sương làm học sinh, cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Người này thật khiến cho người ta đau đầu. Nhìn thấy những điều này ở trong mắt, mặt Triệu Phi Vũ trắng bệch. Nàng thấy, nếu thật sự muốn mua an thần thảo, lấy ra tiền là được. Gây sự với một nhân vật lớn, quả thực chính là cách làm ngu xuẩn nhất. Thật đúng là một chiếc đèn không cạn dầu, đi tới nào, không gây tai họa ở nơi đó, thì không thể sống yên ổn một chút sao? Trái lại cầm tiền giải quyết đơn giản hơn nhiều. Nếu như để cho Trương Huyền biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ khóc giống chảy nước mắt. Nàng là nữ nhi của minh chủ liên minh, đường đường là công chúa, không thiếu tiền, đứng nói không đau thắt lưng. Nếu có tiền, ai mạo hiểm bị đánh chết để thể hiện? Lè bịp mọi người, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Lắc đầu, Trương Huyền bước lên trước, nhìn về phía một đống vật phẩm lão già vừa mua. Cây phỉ thúy trúc này là ngươi vừa mua. Không sai, cây phỉ thúy trúc này là lão sư tốn 300 linh thạch mua, toàn bộ Hồng Hải Thành lại chỉ có một cây này. Lưu Sương gật đầu, cười lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi cảm thấy nó có vấn đề? Đồ lại đang ở phía trước, phía dưới cũng có giá quy định, không có gì có thể phủ nhận. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy thứ này là giả. Không chỉ là lão sư tự mình giám định, hắn cũng cẩn thận quan sát, không có sai lầm chút nào. Không biết phỉ thúy trúc có công hiệu là cái gì, các ngươi mua thứ này lại dùng ở chỗ nào. Không để ý tới lời của đối phương, Trương Huyền dạo qua dọc theo cây trúc một vòng, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, giống như là xác định cái gì đó, mỉm cười, hỏi tiếp. Phỉ thúy trúc là một loại linh dược đặc biệt, lá cây có thể làm thuốc, là nguyên liệu chế luyện chủ yếu. Loại đan dược này có thể khiến cho người ta phát sinh tâm tư nhanh nhẹn, tiêu trừ tâm ma,
tâm cảnh tự nhiên an lành, đối với hóa phàm cảnh tam trọng, cường giả âm dương cảnh cũng có trợ giúp cực lớn. Về phần thân, vô cùng cứng rắn, có thể chế luyện linh binh. Cung phỉ thúy, binh khí linh phẩm sơ cấp, phối hợp với vô thương tiễn, bắn thủng thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có lưu lại, có thể giết người, là một trong những binh khí được không ít cường giả hóa phàm đều nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua về. Đương nhiên, còn có một người hiệu quả khác, đó chính là có thể làm được trận cơ, hình thành trận pháp đặc biệt. Chỉ có điều hiệu quả này so với hai cái trước đều muốn yếu hơn, không đáng để nhắc tới. Phút sâu, lão già thản nhiên mở miệng. Trong lời nói bình thản tự tin, cho thấy tri thức uyên bác và kiến thức hơn người. Phỉ Thúy Trúc, người khác đều biết chân quý, lại không biết nó sử dụng thế nào. Bản thân hắn là giám bảo sư mới biết một chút, bằng không, cũng không có khả năng tốn tròn 300 linh thạch mua về. Không sai, người bình thường chỉ biết là lá cây phỉ thúy trúc có thể luyện thành đan dược, đối với chế luyện cung lớn, hình thành trận pháp, biết rất ít, có khả năng biết được điểm ấy, xem như là không tệ. Tán dương một tiếng, Trương Huyền nhìn qua, khóe miệng nâng lên. Đã có loại công hiệu này, không biết người mua về, là bố trí trận cơ, rèn cung tiễn, hay chế luyện đan dược. Chế luyện đan dược, không chỉ cần lá cây, còn phải ử dụng thân làm lửa dẫn, nấu đậu đốt cành, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Rèn cung tiễn, lại cần phải ở thời điểm tươi, sử dụng thuốc đặc biệt săn sóc ân cần, khiến cho nó cứng cáp hơn. Chỉ có điều vừa làm như vậy, lá cây chẳng khác nào trộn lẫn với những vật phẩm khác, không thể dùng. Về phần làm được trận cơ, cũng có công hiệu tương đương với hai loại này. Cần phải khắc trận văn, chế luyện lại lần nữa. Lá cây cũng chịu ảnh hưởng, không có cách nào lại dùng nữa. Tuy rằng phỉ thúy trúc này có ba tác dụng, nhưng một cây trúc, chỉ có thể lựa chọn một loại. Bằng không, bức tranh hổ không thành ngược lại giống như chó, ngược lại sẽ hoàn toàn lãng phí nó. Đương nhiên là luyện đan, những công hiệu khác tuy rằng cũng không yếu, nhưng so với cái trước, vẫn kém hơn không ít. Lão già nhướng mày, không biết hắn hỏi những lời này rốt cuộc có ý gì. Chỉ có điều, lão già vẫn nhẫn nại giải thích. Phỉ thúy linh lung đan. Đây chính là thứ đối với cường giả hóa phàm cảnh tam trọng cũng hữu dụng, vô cùng chân quý. Mỗi một viên đều có thể bán được với giá trên trời, cung phỉ thúy, trận pháp đặc biệt còn xa mới có thể so sánh được. Phỉ thúy trúc 300 linh thạch, muốn lấy lại vốn, lại kiếm lời càng nhiều hơn, tất nhiên cần công hiệu lớn nhất. Những cái khác chỉ là đường nhỏ trợ giúp mà thôi. Nếu ngươi muốn chế luyện phỉ thúy linh lung đan, vậy ta nói ngươi mua hàng giả. Hỏi rõ ràng điều muốn biết, Trương Huyền nói. Hàng giả, phỉ thúy trúc toàn thân xanh tươi, giống như ngọc bích, trong cành lá có chứa khe lớn, đao cắt không bị tổn thương. Trên mỗi một nhánh, có 3 phiến lá lại có 7 mạch lá, không nhiều không ít. Lão già không trả lời, Lưu Sương nhanh chóng nói ra phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc, chừng hơn 10 khuôn mẫu, mỗi một dạng đều giống hệt với cây trúc trong tay hắn, không có khác biệt nhỏ. Đây là phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc, không cần lão sư xác nhận, ngay cả ta cũng biết. Đây tuyệt đối là chính phẩm, không thể giả được. Ngươi lại còn nói là giả. Tốt lắm, nếu như đây không phải là thật, vậy là cái gì? Những cái này đúng là phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc. Trương Huyền cười khanh khách gật đầu, cũng không phủ nhận. Ách, ngươi biết, vậy còn nói là giả. Lưu Sương sửng sốt. Học thuộc không sai, phương pháp giám định cũng đúng. Cây này cũng thật sự là phỉ thúy trúc, không thể giả được. Trương Huyền khẽ cười. Tiền nhân đều xác định như vậy, ngươi dám phủ nhận. À, ngươi nói cái gì, thật, vậy ngươi còn nói giả. Ngươi là đang đùa giỡn chúng ta sao? Vốn cho là hắn sẽ phủ nhận, không nghĩ tới lại trực tiếp thừa nhận là phỉ thúy trúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Triệu Phi Vũ, Kim Tòng Hải, lông mày cũng giật một cái. Mới vừa nói chắc chắn như thế, ầm ĩ khác thường. Nếu thứ này chính là thật, ầm ĩ cái quỷ à? Nói lời chắc chắn người ta mua hàng giả, kết quả, lại thừa nhận đồ mua là thật. Cho dù tinh thần phân liệt, cũng không quá đáng đến mức như thế. Chương 765, mua thuốc giá thấp hạ 1. Đùa giỡn, các ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy được sắc mặt đối phương cũng tái xanh, Trương Huyền không chút hoang mang, mà khẽ cười. Vừa rồi ta nói chính là, nếu ngươi muốn chế luyện phỉ thúy linh lung đan, vậy ta nói ngươi mua hàng giả, cũng không phải nói đây không phải là phỉ thúy trúc. Nghe được hắn nói vòng vo như vậy, lão già và Lưu Sương liếc mắt nhìn nhau. Người sau thật sự không nhịn được.
Ngươi nói vậy là có ý gì? Gã sai vặt, đám người Triệu Phi Vũ cũng lộ vẻ mặt hồ đồ, không biết rõ trong hồ lô người này rốt cuộc bán thuốc gì. Rất đơn giản, đây là phỉ thúy trúc không phải giả, nhưng thật sự muốn sử dụng lá cây của nó chế luyện phỉ thúy linh lung đan, có thể bảo đảm, ăn không những không có hiệu quả, còn có thể bởi vậy tử vong. Trương Huyền nói, tử vong, đùa gì thế, hóa phàm cảnh, khai thông thiên địa, linh hồn cảm ngộ tự nhiên, dễ dàng dẫn đến tâm ma. Phỉ thúy linh lung đan có thể khiến cho người nắm giữ tâm nhanh nhẹn, mặc dù nắm giữ tâm ma, tiêu trừ ảnh hưởng tâm ma trên diện rộng. Chỉ có lợi, làm sao có thể khiến người ta tử vong? Lưu Sương khoát tay chặn lại, vẻ mặt không tin. Ngay cả lão già cũng không nhịn được lắc đầu. Hóa phàm cảnh khai thông tự nhiên, dung hợp thiên địa, mức độ tâm cảnh mở rộng vô hạn, lúc này tâm ma rất dễ dàng sinh sôi. Phỉ thúy linh lung đan, chính là đan dược tốt nhất để tiêu trừ tâm ma. Hắn thậm chí từng dùng qua một viên, hiệu quả tốt, khó có thể nói nên lời. Làm sao có thể sẽ khiến cho người ta tử vong? Không phải đang nói bậy là cái gì? Hơn nữa, làm giám bảo sư cao minh, linh lung đan không chỉ ăn qua, còn từng giúp người khác giám định qua, cũng ở trước mặt hắn dùng qua, tuyệt đối không có vấn đề. Dùng sẽ tử vong, quả thực mới nghe lần đầu. Người có khả năng chứng minh. Hừ một tiếng, lão già nhìn qua. Không thể chứng minh. Chính là ăn nói lung tung. Đổi lại thành người khác, ngoại trừ chế luyện đan dược, để người ta dùng, thật đúng là không có biện pháp nào khác. Chỉ có điều, ta thật sự có phương pháp. Hình như sớm biết rằng đối phương sẽ hỏi như vậy, khóe miệng Trương Huyền cong lên, nhìn về phía Lưu Sương. Còn phải làm phiền ngươi, bỏ một cái lá cây. Lưu Sương liếc mắt thoáng nhìn lão già, thấy người sau gật đầu, lúc này mới đi tới, lấy xuống một mảnh non lá. Cầm đốt thử một chút xem. Trương Huyền cũng không nhúng tay vào, tiếp tục nói. Lão sư, làm theo lời của hắn. Lão già xua tay. Tuy rằng không quá tin tưởng lời người này nói, nhưng đối phương thật sự quá bình tĩnh. Nếu quả thật là nói bậy, đối mặt với thực lực và uy nghiêm của hắn như vậy, khẳng định đã sớm luống cuống. Người này chẳng những không hoảng hốt, còn khí độ dạt dào, mang theo sự tự tin tràn ngập. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Lẽ nào... cây phỉ thúy trúc này thật sự là giả. Không có khả năng. Hắn lại đặc biệt nhìn nhiều lần. Bất kể nhánh cây, phiến lá, khí tức tản ra, trình độ cứng cáp. Đều không có vấn đề chút nào. Vâng. Nghe được lão sư trả lời, Lưu Sương gật đầu, lấy lửa ra. Hắn liếc mắt thoáng nhìn người thanh niên cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng. Một mảnh lá trúc này giá trị ít nhất hơn 10 linh thạch. Nếu như ngươi ăn nói bừa bãi, tổn thất cần phải bồi thường. Gốc cây phỉ thúy trúc này tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 mảnh lá cây. Đá trị 300 linh thạch, đổi đến mỗi một lá cây, mỗi cái đều giá trị xa xỉ. Một cái lá cây ở Thiên Vũ Vương quốc mua một tòa thành trì, cũng tuyệt đối đủ. Nói vô giá hoàn toàn cũng không quá đáng. Hiện tại cũng bởi vì người này nói là giả, phải thiêu đốt một lá, tổn thất to lớn. Cho dù hắn là giám bảo sư nhị tinh, cũng không nhịn được cảm thấy nhức nhối. Yên tâm đi. Nếu có vấn đề, bồi thường ngươi cũng không có gì. Chỉ có điều, sợ rằng qua một hồi, ngươi lại không nói nổi lời này. Trương Huyền nói, ta thật ra muốn xem thử ngươi giở trò quỷ gì. Thấy hắn tự tin như vậy, Lưu Sương hừ một tiếng, đặt mồi lửa ở phía dưới phiến lá không ngừng thiêu đốt. Ong! Đốt đại khái 2 phút, hắn đang muốn nói chuyện gì cũng chưa từng sinh, đã cảm thấy bàn tay chấn động. Phiến lá vốn xanh biếc mượt mà, đột nhiên trở nên đen lại. Mạch lá giống như ngọc sơn còn tanh hôi vô cùng, giống như ma quỷ dữ tợn, âm khí dày đặc. A, à, bị dọa cho giật mình, Lưu Sương thoáng cái không nắm chặt, mồi lửa và lá trúc đều rơi trên mặt đất. Cái này, Kim Tòng Hải, Cổ Mục ở một bên liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Ừ, mặt lão già vốn không đổi sắc, vẫn nhìn Trương Huyền, lúc này trên mặt cũng biến sắc, thân thể thoáng động, sốt ruột nắm lấy lá trúc rơi xuống ở trong lòng bàn tay. Trong mắt không ngừng biến đổi, hình như khó có thể tin được. Thật sự là kịch độc lợi hại, nếu như bỏ thứ này, vào chế luyện phỉ thúy linh lung đan, chẳng những không có thể loại bỏ tâm ma, còn có thể dung nhập chân khí, xâm nhập tim phổi, khiến người ta lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nói xong, trên đầu hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nếu như đối phương không nói, trực tiếp mang đồ về, một khi chế luyện thành đan dược, tất nhiên sẽ hại chết không ít người. Danh dự của hắn cũng sẽ bởi vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đặc biệt là chính hắn,
vốn cũng muốn chế luyện xong, dùng một viên, trùng kích thay đổi cảnh giới. Nếu như thật sự ăn vào, có thể tưởng tượng được, đừng nói danh dự, địa vị, có khả năng mạng cũng bị mất. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt khó coi, lão già lại không trầm ổn như trước, quay đầu lại nhìn về phía gã sai vặt bán đồ ra cách đó không xa. Leng keng. Sắc mặt Lưu Sương cũng trầm thấp, cổ tay run lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay về phía gã sai vặt. Hình như chỉ cần hắn nói bậy, liền trực tiếp động thủ giết chết. Chương 766, mua thuốc giá thấp hạ 2. Nếu quả thật là hàng giả ngược lại cũng thôi, nói rõ năng lực quan sát bọn họ không tốt, không thể oán trời trách đất. Nhưng rất rõ ràng đây là có người hạ kịch độc ở trên lá cây. Người thanh niên trước mắt này chỉ nói, cũng không đụng tới. Từ đầu tới cuối chỉ có gã sai vặt tiếp xúc qua. Không phải hắn thì là ai? À, tái các chủ tha mạng, ta chỉ là một nhân viên tiếp đón, không biết chuyện gì xảy ra. Lại nói, loại chất độc này, ngay cả lão nhân gia ngài cũng không nhìn ra được, ta cũng không có bản lĩnh này. Gã sai vặt khiếp sợ đến mức đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Người khác không biết thân phận và lực lượng của lão già này, nhưng hắn lại biết rất rõ. Nếu thật sự tức giận muốn giết chết hắn, hắn cũng chết vô ích. Loại tình huống này hắn làm gì có can đảm dám do dự, lập tức quỳ xuống nhận sai. Được rồi, hắn đích xác không biết. Lão già từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, hiểu rõ trách lầm đối phương. Lúc này hắn khoát tay, để cho Lưu Sương thu hồi binh khí. Loại kịch độc này ẩn giấu ở bên trong phiến lá của phỉ thúy trúc, căn bản không nhìn ra, cấp bậc chí cao, sợ rằng chỉ ít đạt tới tứ phẩm. Nói cách khác, có thể hạ độc ít nhất là vị độc sư tứ tinh. Nhân vật như vậy, lại làm sao có thể cam tâm ở nhất phẩm các làm gã sai vặt. Hơn nữa, người như thế thật sự muốn ra tay với mình, cũng không có bất kỳ phòng bị nào, tuyệt đối sẽ không gây ra phức tạp như vậy. Dù sao, phỉ thúy trúc mình cũng không nhất định sẽ mua. Sớm hạ độc ở bên trong, là muốn hại mình, rõ ràng không thể nào nói nổi. Hừ, thu hồi binh khí, Lưu Sương vẫn nổi giận đùng đùng. Trong dược liệu lão sư mua, tự nhiên ẩn chứa kịch độc. Tin tức này một khi truyền đi, phiền phức to lớn, có thể tưởng tượng được. Đường đường là nhất phẩm các, lại có vật như vậy tồn tại, rốt cuộc là ai? Lại muốn làm gì? Tiểu huynh đệ, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Lão già khôi phục lại, nhìn về phía Trương Huyền, không còn là vẻ xem thường, xem kỹ, mà là tán dương, kính phục. Cây phỉ thúy trúc này, ngay cả hắn cũng không nhìn ra vấn đề. Đối phương chỉ nhìn lướt qua, ngay cả tới gần cũng chưa từng tới gần, lại có thể xác định. Phần năng lực quan sát này, khó tránh khỏi thật đáng sợ. Sợ rằng ở trên cấp bậc giám bảo, cao hơn so với hắn vài phần. Đáng sợ. Hiện tại xác định là giả. Trương Huyền khẽ nâng mí mắt. Là, giả. Lão già có chút do dự, gật đầu. Phỉ thúy trúc, có thể chế luyện đan dược, khiến người ta an thần tĩnh khí, tu vi tăng lên rất nhiều. Hiện tại gốc cây này, lại có thể giết chết người, nói là giả, cũng không có gì đáng trách. Thật ra, người không cần trách hắn, cũng không cần trách nhất phẩm các. Gốc cây phỉ thúy trúc này, không phải bọn họ hạ độc. Thậm chí, chưa từng có người hạ độc. Chắp hai tay ở sau lưng, đầu Trương Huyền hơi nâng lên, thản nhiên nói. Không ai hạ độc. Lão già nghi ngờ, ngay cả Kim Tòng Hải, Cổ Mục cũng không nhịn được nhìn qua. Những người khác lý giải đối với độc dược không nhiều lắm. Nhưng hai người là độc sư chân chính, từ nhỏ tiếp xúc, biết tất cả đều rõ ràng. Độc vừa rồi vô cùng quỷ dị, dung nhập kinh mạch cũng khó có thể phát hiện ra. Độc tính mạnh, hiệu quả mạnh mẽ, hóa phàm tam trọng cũng có thể dễ dàng độc chết. Nếu như không phải có một vị độc sư tứ tinh đặc biệt điều phối, dù thế nào cũng nói không thông. Nếu như không ai hạ độc, vậy, độc này từ đâu tới? Người đi lấy tư liệu về nơi sinh sản, thu mua phỉ thúy trúc tới. Không giải đáp nghi ngờ của mọi người, Trương Huyền nhìn về phía gã sai vặt vừa rồi. Vâng. Nghe người thanh niên nói chuyện thay cho hắn và nhất phẩm các, gã sai vặt cảm kích liếc mắt thoáng nhìn, sốt ruột vội vàng lui ra ngoài. Thời gian không lâu, hắn cầm tới một quyển sách. Một ít thương trường lớn, đều sẽ thăm dò nghe ngóng kỹ càng tỉ mỉ về bảo vật từng trải qua, cùng với lai lịch của bảo vật. Ghi lại thành sách, đề phòng người mua hỏi thăm. Thứ nhất, có thể nổi lên giá trị của bảo bối. Thứ hai, xảy ra vấn đề cũng có thể thuận tiện điều tra. Đọc ra nghe một chút. Trương Huyền phân phó. Ừ.
Gã sai vặt gật đầu, mở tư liệu ra. Phỉ Thúy Trúc, nơi sản sinh đầm lầy Hồng Húc, do thương khách Đoàn Hiện, vào 4 tháng trước, sử dụng phương pháp đặc biệt hái xuống, đưa tới đây. Trong nhất phẩm các, ghi chép liên quan tới Phỉ Thúy Trúc vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm ai đào, ai đưa qua, giao dịch ở nơi nào, lại dùng phương pháp gì khiến cho nó duy trì sự tươi tắn. Một giới thiệu chừng hơn mấy trăm chữ. Chỉ có điều, nghe xong những giới thiệu này, mọi người không những không có cảm thấy rõ ràng, càng mơ hồ hơn. Bởi vì, những ghi chép này giống như người thanh niên nói, gần như tất cả người qua tay, không có cơ hội chạm tới độc sư, cũng lại tự nhiên không có ai hạ độc. Nếu thật sự không hạ độc, vừa rồi là cái gì? Kịch độc vừa rồi, rót vào cành lá, cũng không tổn thương cây cối. Thậm chí bề ngoài cũng hoàn toàn không nhìn ra, cho dù là độc sư tứ tinh. Chỉ sợ cũng phải tiêu tốn không ít thời gian, mới có khả năng hoàn thành. Thần sắc Kim Tòng Hải nghiêm trọng, cũng đồng thời kỳ quái. Nếu như những ghi chép này là thật, quả thật không có cơ hội hạ độc. Dù sao, cho dù danh sư tứ tinh, muốn hạ độc bí mật như vậy, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Độc không chỉ có thể giết người, kịch độc lợi hại, ngay cả cây cũng có thể dễ dàng độc chết. Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Càng nghe càng mơ hồ. Thật sự không nghĩ ra, Lưu Sương giám bảo sư không nhịn được nhìn về phía Trương Huyền. Không rõ. Trương Huyền khẽ cười. Tốt lắm, ta lại giải thích cho các ngươi một chút. Đầm lầy Hồng Húc sản xuất ra cái gì nhiều nhất, nói vậy các vị đều hiểu rất rõ. Sản xuất ra nhiều nhất, nơi này sản xuất ra nhiều nhất, lẽ nào có liên quan cùng thứ này sao? Lão già không nhịn được nhìn qua. Chương 767, tin tức chính xác về vô hồn kim nhân 1. Trà khô diệp, lại còn gọi là trà khô vinh, là đặc sản lớn nhất của đầm lầy Hồng Húc tại Liên minh Vạn Quốc. Trà sinh trưởng ở trong ao đầm, trong một năm, chỉ có thời gian một tháng, sống tốt. Những thời gian khác đều giống như cây khô. Lá giống như tươi, cành giống như chết, một sống một chết, một khô một tốt, mới có được cái tên này. Loại trà này sau khi sao xong, ngâm thành nước, có thể khiến cho người ta trải qua cảm giác bốn mùa, sảng khoái đến cực điểm. Là một trong những loại trà nổi danh nhất trong cả Liên minh Vạn Quốc. Chỉ có điều đầm lầy Hồng Húc, vô cùng nguy hiểm. Cường giả hóa phàm cảnh bị cắn nuốt, cũng vô cùng có khả năng không có cách nào đi ra. Hơn nữa lá trà chỉ có thời gian một tháng, sản lượng rất thấp. Người có thể thật sự nếm được, cũng không nhiều. Không sai, nơi này sản xuất ra nhiều trà khô diệp, còn có. Rắn khô diệp, Trương Huyền nói. Ừ, mọi người gật đầu. Rắn khô diệp là một loại linh thú chuyên môn lấy lá trà khô diệp làm thức ăn, trong cơ thể ẩn chứa kịch độc. Cường giả hóa phàm tam trọng bị cắn một cái, cũng sẽ dễ dàng tử vong. Lẽ nào, là rắn độc khô diệp? Không đúng, rắn khô diệp tuy rằng độc tính mạnh mẽ, nhưng độc của nó, mùi 10 phần, hơn nữa có chứa nước miếng rắn đặc biệt, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra được. Phía trên cây phỉ thúy trúc này trơn nhẵn giống như mới, không có bất cứ dấu vết gì. Lão già không nhịn được mở miệng. Rắn khô diệp vô cùng đáng sợ, cường giả hóa phàm cảnh cũng phải cẩn thận, nếu như lưu có nước miếng rắn, mới có thể phân biệt ra được. Không phải nước miếng rắn, mà là, cây phỉ thúy trúc này là nơi ở của rắn khô diệp. Nói cách khác, thoạt nhìn cây trúc trơn nhẵn chỉnh tề, mỗi ngày lại có rắn khô diệp bò tới bò lui. Thần sắc Trương Huyền nghiêm trọng. À, nghe nói như thế, gã sai vặt cầm sách. Lập tức khiếp sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Mấy ngày qua hắn vẫn chăm sóc cho cây trúc, thường xuyên lau chùi. Vừa nghĩ tới có rắn bình thường chiếm giữ ở phía trên, nhất thời hoảng hốt một hồi, vô cùng buồn nôn. Như vậy tới nay, rắn khô diệp ăn xong bài tiết ra, sẽ ít nhiều dính vào trên phỉ thúy trúc. Trải qua 5 tháng bị cây cối hấp thu vào sâu bên trong mạch lá. Không để ý tới sự khó chịu của mọi người, Trương Huyền tiếp tục nói. Mấy thứ này, bình thường cũng không lộ rõ, thậm chí căn bản không nhìn ra, đối với con người cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ khi nào chạm tới minh hỏa và nhiệt lượng, sẽ thể hiện ra, khiến cho sinh mạng đụng phải, chịu thiệt lớn. Nếu như chỉ lấy thân trúc, làm trận cơ bày trận, ảnh hưởng không lớn, có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng chế luyện đan dược đan, thì không được, độc tố lộ rõ, cho dù hóa phàm tam trọng bị dùng nhầm, cũng sẽ chết tại chỗ, thần tiên khó có thể cứu được. Bởi vậy. Mới có lời nói, muốn chế luyện phỉ thúy linh lung đan, vậy nói ngươi mua hàng giả, như vậy. Trương Huyền giải thích, thì ra là thế. Mọi người lúc mới hiểu được, lại nhìn về phía người thanh niên,
đầy bội phục. Liếc mắt nhìn ra trong cây phỉ thúy trúc này ẩn nấp độc tính. Như vậy sẽ hiểu rõ đối với thuộc tính, địa điểm sinh tồn cùng với lai lịch thực vật sâu sắc tới mức nào mới có thể làm được. Lợi hại! Lão già cũng nhất thời siết chặt nắm đấm. Không nói cái khác, chỉ riêng phần năng lực quan sát này, khiến hắn mặc cảm. Công tử đại tài, khiến cho tái mỗ mở rộng tầm mắt. Nếu ngươi có ý, lại tặng cho ngươi, xem như quà cảm ơn. Vẫy bàn tay một cái, lão già nói. Lão sư! Lưu Sương ngẩn người. Vừa rồi người này muốn dùng 500 kim tệ mua an thần thảo, hắn vẫn cảm thấy đối phương đầu óc có phải có vấn đề hay không. Bây giờ hắn mới biết, người ta đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy, đoán được lão sư sẽ đưa thứ này ra tặng. Đây chính là thứ dùng 500 linh thạch vừa mua được, qua tay đưa tặng. Có phải có chút quá phóng khoáng hay không? Cho dù chỉ điểm ra phỉ thúy trúc là giả, cũng không cần bỏ ra cái giá lớn như vậy chứ. Lẽ nào, không thể như vậy được, làm sao có thể ngay cả cái này cũng nhìn ra. Đột nhiên, nhớ ra cái gì đó, toàn thân hắn cứng đờ, không ngừng run rẩy. Hắn biết lão sư vì sao hào phóng như vậy. Dám bảo sư suốt đời chỉ có 3 lần cơ hội phạm sai lầm. Quá 3 lần, sẽ bị loại bỏ tư cách, rơi xuống phàm trần. Lão sư dám bảo vô số, 3 lần quy định, dĩ nhiên đạt đến. Nếu như lại sai, sẽ gặp phải loại cục diện này. Nói cách khác, nếu như đối phương không ngăn cản, tùy ý cầm gốc cây phỉ thúy trúc này, đi tìm người luyện dược, có thể dự kiến được, cho dù không trúng độc, cũng sẽ mất đi tư cách giám bảo sư. Mấy năm nay thân ở chức vị cao, đắc tội qua, có không biết bao nhiêu thủ oán. Nếu thật sự không có thân phận, vô cùng có khả năng bị người đuổi giết. Nói cách khác, đối phương chẳng khác nào cứu lão sư một mạng, đừng nói 500 linh thạch mua an thần thảo, cho dù giá trị lớn hơn nữa, cũng bỏ ra được. Nhưng, lão sư phá hỏng 3 lần quy định, chỉ lưu truyền ở bên trong giám bảo sư. Trừ khi là người thân thiết, không có người nào có thể biết được. Người này làm sao biết được, hơn nữa chắc chắn như vậy, sẽ ở dưới sự cảm kích, đưa thứ này ra tặng. Kết hợp trải qua lần mua đồ trước. Chẳng lẽ người này thoạt nhìn trẻ tuổi, lại thật ra là một cao nhân giám bảo vô thượng. Trong lòng suy đoán, hắn vội vàng về phía người thanh niên cách đó không xa nhìn lại, muốn xem thử có đúng giống như suy đoán hay không. Chỉ thấy người thanh niên vẻ mặt chính khí. Lễ vật quý trọng như vậy, trực tiếp biếu tặng, Trương Mỗ thật sự không dám nhận. Tôn Cường, đưa cho vị tiền bối này 500 kim tệ. Đồ chúng ta mua, không thể để cho tiền bối bị thiệt. Phụt, vừa rồi còn cảm thấy có phải là một cao nhân hay không? Nghe nói như thế, thân thể thoáng lảo đảo một cái, Lưu Sương thiếu chút nữa nôn ra máu. Em gái ngươi, không dám nhận, không thể để cho tiền bối bị thiệt. Nói với lẽ thẳng khí hùng như thế, người này không biết xấu hổ sao. 500 kim tệ, có khác gì với không bỏ tiền? Đây thật là việc một cao nhân nên làm sao? Lưu Sương vội vàng nhìn về phía lão sư, chỉ thấy hắn cũng lảo đảo, hình như có một ngụm máu tươi nghẹn ở trong ngực, toàn thân buồn bực, sắc mặt tái xanh. Vị công tử này, ta là thật sự có lòng cảm kích. Tiền, thì không cần. Tiền bối thật sự không cần khách khí với ta. Vẻ mặt của người thanh niên đầy kiên trì. 500 kim tệ, ta còn trả được. Lưu Sương, chút tiền ấy, tùy tiện đi tới một chiến trường nhặt một chút xác rưởi, cũng đáng giá nhiều hơn như vậy, đương nhiên trả được. Chương 768, tin tức chính xác về vô hồn kim nhân 2. Biết tiếp tục dây dưa nữa, nhất định sẽ trực tiếp phiền muộn mà chết, lão già không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận kim tệ, thu vào chiếc nhẫn chữ vật, nói. Ta thấy vị công tử này đối với giám bảo hiểu biết quá mức tinh tường. Không biết, là sư thừa phương nào, lẽ nào cũng là một vị giám bảo sư. Lưu Sương cũng vội vàng vểnh tai. Liếc mắt nhìn ra được vấn đề ngay cả lão sư hắn cũng không có cách nào nhìn ra. Người này đối với giám bảo dĩ nhiên đạt tới cảnh giới cao thâm khó dò. Có thể bồi dưỡng được giám bảo sư còn trẻ như vậy, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thiếu gia nhà chúng ta là danh sư Trương Huyền, lão sư là danh sư Dương Huyền. Tôn Cường bước lên trước, vẻ mặt tự hào giới thiệu. Danh sư, sắc mặt lão già nghiêm lại, lúc này mới phản ứng được. Tự nhiên cảm thấy kinh nể. Lưu Sương càng bị dọa cho giật mình. Trước đó hắn vẫn mang ý kiến lớn đối với người này. Nếu sớm biết là loại thân phận này, hắn tuyệt đối không dám. Giám bảo sư tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng so với danh sư, vẫn có sự khác biệt rất lớn.
khác biệt thật giống như nhà đột nhiên trúng thưởng và quan viên chính phủ. Có tiền đi nữa, ở trước mặt loại chức nghiệp đứng đầu này, cũng không tính là cái gì. Huống gì, vị danh sư trước mắt này, trình độ dám bảo, đừng nói là so với hắn, so với lão sư cũng chỉ có cao chứ không thấp hơn. Hóa ra là danh sư, thảo nào có nhãn lực như thế, thật đúng là lão hủ thất kính, vừa rồi có nhiều chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Khôi phục lại, lão già ôm quyền. Tại hạ Tái Tiêu Vũ, lão già này hơn vài tuổi, sau này gọi Tái Huynh là được. Xưng hô tiền bối, thật sự không dám nhận. Trình độ dám bảo của đối phương không kém hắn lại là danh sư, lão già này nhất thời có lòng muốn kết giao. Tái Tiêu Vũ, chẳng lẽ là, Tái Các Chủ dám bảo các? Nghe được tên này, Trương Huyền không có cảm giác gì. Triệu Phi Vũ sửng sốt, không nhịn được mở miệng. Làm công chúa Liên Minh Vạn Quốc, từ nhỏ vê thích đọc sách, đối với người mạnh nhất của rất nhiều nghiệp đoàn trong cảnh nội, nàng vẫn biết một chút. Có người nói, các chủ dám bảo các tên gọi là Tái Tiêu Vũ, là vị dám bảo sư tứ tinh đỉnh phong, suốt đời dám bảo vô số, thậm chí minh chủ Liên Minh Phủ cũng đã từng đặc biệt mời qua, tôn sùng là thượng khách. Vốn tưởng rằng người như thế cao thâm khó dò, muốn gặp cũng không thấy được. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi bị Trương Huyền dạy dỗ một trận, vẫn tiện thể lừa một gốc cây an thần thảo. Vị trí các chủ này chỉ là được rất nhiều lão hữu nâng đỡ, không đáng để nhắc tới. Thấy bị nhận ra thân phận, Tái Tiêu Vũ cười lắc đầu. Hóa ra là các chủ, vậy quá tốt. Hiểu rõ thân phận đối phương, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, không nhịn được mở miệng. Nghe nói, Hồng Hải Thành nhận được một con vô hồn kim nhân, không biết tin tức là thật hay không, thứ này lại ở nơi nào. Hắn tới Hồng Hải Thành chính là vì thứ này. Nếu người này là các chủ dám bảo các, tin tức là thật, khẳng định sẽ biết được. Vô hồn kim nhân, hóa ra Trương huynh đệ đến là vì cái này. Tái các chủ hiểu được, mỉm cười. Quả thật có món đồ này, hơn nữa lại ở dám bảo các. Đêm nay sẽ tiến hành bán đấu giá. Đêm nay, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ đi tới Hồng Hải Thành đã là xế chiều, lại lăn qua lăn lại lâu như vậy, trời cũng sắp tối. Đêm nay lại bán đấu giá, không phải có nghĩa là, buổi đấu giá sẽ lại lập tức bắt đầu sao? Trên người hắn, lại ngay cả một khối linh thạch cũng không có. Không có tiền lại muốn tham gia buổi đấu giá, chắc hẳn ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được, sẽ bị người ta trực tiếp đuổi ra ngoài. Phải biết rằng một vài phòng đấu giá quy mô lớn, sẽ phải tiến hành kiểm tra tiền tài trước tiên, mới có thể đi vào. Nếu không người nào cũng có thể vào, cố ý tăng giá ép giá, thị trường cũng sẽ bị làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Không sai, lại là một canh giờ nữa. Nếu như Trương huynh đệ có hứng thú đối với cái này, ta thật ra có thể lưu lại căn phòng nhỏ cho ngươi. Tái Tiêu Vũ nói. Vậy cảm ơn Tái huynh. Cảm kích gật đầu, Trương Huyền hỏi tiếp. Cái vô hồn kim nhân này đại khái giá trị bao nhiêu? Nếu quả thật muốn mua xuống, cần phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Thăm dò nghe ngóng trước, mới tiện sớm làm ra chuẩn bị. Vô hồn kim nhân, là vật do vu hồn sư lưu lại, giá cả cụ thể cũng không tiện nói. Dám bảo các chúng ta cho ra định giá 1.500 linh thạch. Chỉ có điều, phòng đấu giá bán đấu giá, thế nào cũng phải tăng lên gấp bội. Sợ rằng cần phải có 3.000 linh thạch mới có khả năng lấy được. Giải thích một câu, Tái Tiêu Vũ cười nhìn qua. Thế nào, Trương huynh đệ muốn ra tay sao? Đúng là có ý, chỉ là, tiền trên người không có đủ. Trương Huyền lúng túng vào đầu. Không có đủ. Tái Tiêu Vũ cười một tiếng. Vậy đừng lo, vi huynh ngược lại có chút tích góp, có thể cho ngươi mượn một ít xem như thêm vào. Không biết lão đệ còn thiếu bao nhiêu, cứ mở miệng là được. Mượn một ít, vậy thì tốt quá. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt cảm kích. Ta còn thiếu 3.000 linh thạch, huynh có thể cho mượn không? Tái Tiêu Vũ. Lưu Sương. Mọi người. Chương 769, Lưu Thương Khúc Thủy 1. 3.000 linh thạch chắc hẳn là đủ mua vô hồn kim nhân. Ngươi muốn mượn nhiều như vậy, hóa ra, ngươi một khối linh thạch cũng không có. Chán Triệu Phi Vũ, Kim Tòng Hải đầy vạch đen. Thảo nào người này mỗi lần đều sử dụng kim tệ đi mua đồ. Cũng không sợ bị người đánh chết, trước đó còn tưởng rằng hắn là tài cao mật lớn, muốn chứng minh cái gì. Hóa ra có chuyện như vậy. Trên tay một phân tiền cũng không có. Lại dám tới mua vô hồn kim nhân. Bọn họ đều cảm thấy sắp hôn mê. Khụ khụ. Tái Tiêu Vũ ho khan một tiếng,
thiếu chút nữa cũng bị người trước mắt này làm cho nghẹn chết. Trương Huyền huynh đệ, cái này, ngươi một khối linh thạch cũng không có. Không, không bất kỳ do dự, Trương Huyền gật đầu. Trên người tổng cộng có chừng 10 khối linh thạch, trên đường đều sử dụng. Hiện tại hắn nghèo rất mồng tơi. Kim tệ mặc dù có trên mấy ngàn vạn vạn, nhưng ở chỗ này, căn bản không tính là cái gì. Nói là nghèo không có một xu, cũng là lời nói thật. Vậy, không nghĩ tới hắn trả lời dứt khoát như vậy, sắc mặt Tái Tiêu Vũ đỏ lên thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Hắn nói vay tiền, là lời khách khí, có ý định cùng đối phương kết giao. Không nghĩ tới đối phương tưởng thật, vừa mở miệng chính là 3.000. Ta siết chết. Cho dù là các chủ giám bảo các, trên người cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Huống gì vừa rồi còn đổ hết mua 2.000 linh thạch, đưa ngươi một gốc cây an thần thảo. Ăn hôi, cũng không nên ăn như vậy đi. Không được, vậy thì thôi, giám bảo các ngươi có hoạt động gì có thể nhanh chóng kiếm tiền không? Thấy bộ dáng này của đối phương, biết chắc không lấy ra được, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Thật ra hắn cũng chỉ là nói một chút thôi. Cũng không trông cậy vào chuyện vay tiền là có thể mua được vô hồn kim nhân. Huống gì, mình cùng đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau, quan hệ không sâu. Nhanh chóng kiếm tiền, ngươi muốn hiện tại kiếm tiền, sau đó, tham gia buổi đấu giá một canh giờ sau, còn muốn mua vô hồn kim nhân. Tái Tiêu Vũ và mọi người thiếu chút nữa nôn ra máu. Lỗ thủng não này cũng quá lớn. Nếu như linh thạch dễ kiếm như vậy, bọn họ còn phải chạy tới tìm bảo vật gì đó, kiếm lấy chênh lệch giá sao? Thật có loại hoạt động tốt như vậy, khẳng định mình đã sớm xông tới, còn có thể chờ ngươi qua đây. Ừ, phải ở trước hội đấu giá, kiếm được 3.000 linh thạch. Trương Huyền gật đầu. Hắn phải ở trong một canh giờ, kiếm lấy nhiều tiền như vậy, có khả năng mua vô hồn kim nhân. Bằng không, chẳng khác nào đến không, hy vọng Lộ Trùng tỉnh lại, cũng sẽ lỡ mất dịp tốt. Cái này bây giờ không có biện pháp, 3.000 linh thạch, thật sự là một số lượng lớn. Thấy hắn xác nhận, thật có loại ý nghĩ ngây thơ tới cực điểm này, Tái Tiêu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ lựa chọn sử dụng bảo bối mua vật phẩm, cũng chỉ kiếm lấy chút chênh lệch giá gầy còm, tích góp 3.000 linh thạch, cho dù là hắn, cũng phải tiêu tốn thời gian chỉ ít mấy năm. Điều kiện trước tiên vẫn là bảo vật phong phú, có thể tìm tới người mua. Hai điều kiện chưa đủ, muốn kiếm tiền. Không có cửa đâu. Có đôi khi rất nhiều bảo bối, thậm chí sẽ ở trong tay mình, bán cũng bán không được. Một canh giờ kiếm lời 3.000, cho dù nằm mơ cũng không thể làm như vậy được. Lão sư, còn chưa nói dứt lời, hắn liền nghe được giọng nói của Lưu Sương vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn qua, chỉ thấy vẻ mặt người học sinh này do dự. Cái đó, có lẽ có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy. Cái đó. Ngươi nói chẳng lẽ là, Lưu Thương Khúc Thủy, chấn động toàn thân, Tái Tiêu Vũ ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Không thể như vậy được, không ai có thể đủ hoàn thành, dám bảo các thành lập nhiều năm như vậy, cũng không có người nào từng thành công qua. Nhưng muốn một canh giờ kiếm lấy 3.000 linh thạch, cũng chỉ có một biện pháp này. Cái khác, ta thật sự không nghĩ ra được. Lưu Sương vò đầu. Dám bảo sư, nghề nghiệp này tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng không phải cướp đoạt. Một giám bảo lại tốn rất nhiều linh thạch qua. Giúp người giám bảo, chỉ lấy tỷ lệ lợi nhuận nhất định, bình thường qua giám định, giá trị cơ bản đều hơn 10 linh thạch. Hơn 100 cũng rất ít, lợi nhuận cực kỳ nhỏ. Lại nói, một ngày tổng cộng cũng không bao nhiêu người qua. Dù sao ai cũng không muốn tốn nhiều tiền. Bởi vậy, sử dụng loại phương pháp này, một canh giờ kiếm 3.000 linh thạch, thật sự nằm mơ, hoàn toàn không có khả năng. Vậy, Tái Tiêu Vũ do dự. Hắn biết học sinh nói rất đúng. Cho dù dám bảo sư chức nghiệp kiếm tiền nhất, 3.000 linh thạch cũng tuyệt đối là một số lượng lớn, không phải một sớm một chiều, có thể nhận được. Thế nào, chẳng lẽ có biện pháp? Lưu Thương Khúc Thủy có ý tứ. Trong tai nghe được lời hai người nói chuyện, Trương Huyền nhìn qua. Lưu Thương Khúc Thủy, là một cửa ải của dám bảo các chúng ta, sát hạch dám bảo sư ngũ tinh. Chỉ cần thông qua, có thể nhận được phần thưởng của dám bảo các tích góp trong nhiều năm qua. Không khác biệt lắm, đã có hơn 5.000 linh thạch. Thấy đối phương nghe được, Tái Tiêu Vũ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Cửa ải. Trương Huyền nghi ngờ. Sát hạch dám bảo sư cấp bậc cao, còn có thưởng. Hắn sát hạch qua danh sư, thuần thú sư, thi họa sư, y sư. Vẫn chưa từng nghe qua, sát hạch chức nghiệp cấp bậc cao hơn, có thể nhận được phần thưởng.
Chương 770, Lưu Thương Khúc Thủy 2. Sát hạch chức nghiệp có thể kiếm tiền, lần đầu tiên nghe thấy. Nếu như vậy, dám bảo sư thật đúng là chắc hẳn phải thi. Là có phần thưởng, chỉ có điều những thứ này đều là treo giải thưởng nhiều năm để dành tới. Nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Tái Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Treo giải thưởng. Trương Huyền chớp mắt, mọi người khác cũng nhìn qua. Triệu Phi Vũ tuy rằng xem qua không ít sách, nhưng đây là quy định bên trong giám bảo các, nàng cũng không biết. Ừ, giám bảo các mặc dù có rất nhiều giám bảo sư, nhưng nhân lực có hạn, bị giới hạn bởi cấp bậc và khả năng quan sát, cũng có không ít bảo vật, là không nhận ra. Đó đều là vài bảo bối, trải qua thế hệ lại từng đời giám bảo sư luân phiên giám định, nhưng không người nào có thể cho ra kết quả chuẩn xác nhất. Một ít tiền bối, vì giải được nghi ngờ, đã tự móc tiền túi, treo giải thưởng, để cho người thật sự hiểu bảo vật, đến đây quan sát, cũng cổ vũ hậu bối, để hắn cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày giải quyết. Đáng tiếc, trước sau không có ai thành công. Dựa theo thời gian trì hoãn, giải thưởng treo lên càng lúc càng nhiều, dưới tháng ngày tích lũy, dĩ nhiên đạt tới hơn 5.000 linh thạch. Tái Tiêu Vũ nói, giám bảo sư không giống với những chức nghiệp khác, phân biệt ra bảo vật, lại muốn lấy tiền. Vì vậy treo giải thưởng, dựa theo tích lũy càng lúc càng nhiều, phần thưởng cũng lại càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, bảo vật rất nhiều tiền bối vẫn không có cách nào nhận ra, muốn nhận ra làm gì có được dễ dàng như vậy. Còn có loại chuyện như vậy. Trương Huyền trợn tròn hai mắt. Cái này có chút cùng loại với tường nghi vấn khó xử lý của y sư. Một nghiệp đoàn cho dù cường thịnh mấy đi nữa, nhiều người chức nghiệp đặc biệt hơn nữa, cũng sẽ luôn có vấn đề khó khăn không giải được. Đúng vậy. Giám bảo các này nhiều năm, không biết có bao nhiêu thiên tài giám bảo sư, đều đã thử qua. Đáng tiếc, chưa từng thành công. Tái Tiêu Vũ lắc đầu. Vừa rồi hắn không phải không nghĩ tới cái này, mà là cái này quá khó khăn. Hắn vị giám bảo sư lợi hại nhất liên minh vạn quốc này, cũng bất lực, huống gì người khác. Không thành công, nếu ai cũng không biết là bảo bối gì, lại làm thế nào xác nhận thành công hay không thành công. Trương Huyền kỳ quái. Nếu những bảo bối này, tất cả tiền bối đều không nhận ra, lại làm thế nào xác nhận đám hậu bối trả lời có chính xác hay không? Cho dù không nhận ra, tùy tiện viết một cái tên, thuộc tính, cũng không thể nào phán đoán được. Bảo vật đạt được linh cấp, lại có linh tính, chỉ cần nói ra không thành vấn đề, nhất định sẽ nhận được tán thành. Lại nói, chúng ta đều là giám bảo sư chính thức. Cho dù bảo vật không nhận ra, nhưng đối phương nói ra đặc tính, muốn biết chính xác hay không, vẫn rất dễ dàng kiểm nghiệm. Tái Tiêu Vũ bất đắc dĩ giải thích. Chỉ cần là giám bảo sư đều hiểu những điều này, vị trước mắt này lại còn tỏ ra kỳ quái. Hắn thật sự là một giám bảo sư còn lợi hại hơn so với mình sao? Ngược lại cũng đúng. Trương Huyền lần này hiểu được. Làm giám bảo sư lợi hại, cho dù nhận không ra bảo vật cụ thể là cái gì, chỉ cần có người nói ra đặc trưng, có chính xác hay không, vẫn có biện pháp nghiệm chứng. Ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, còn làm giám bảo sư cái gì? Được rồi, dẫn ta đi xem, ta muốn thử xem. Biết phương pháp kia có thể rất nhanh kiếm được tiền, Trương Huyền thực sự ra quyết định. Trương huynh đệ tạm thời không vội, nghe ta nói hết lời, mới quyết định. Thấy hắn gấp gáp như vậy, Tái Tiêu Vũ nhìn qua. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Tham gia khiêu chiến này, có thưởng, tất nhiên cần có tiền đặt cược. Mỗi lần khiêu chiến, đều cần nộp lên 100 linh thạch, làm tiền thế chấp. Đương nhiên. Tiền thế chấp này ta có thể thay ngươi nộp, không cần lại đi chuẩn bị. Tái Tiêu Vũ nói. 100 linh thạch. Trương Huyền sửng sốt. Thế giới không có bữa cơm miễn phí. Quả nhiên là như thế. Còn tưởng rằng có thể tham gia miễn phí. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Cũng đúng, nếu như không có một hạn chế, chỉ cần là giám bảo sư đều muốn đi khiêu chiến một chút, toàn bộ giám bảo các cũng không cần làm chuyện gì khác. Không chỉ có như vậy. Khiêu chiến này có hạn chế thời gian đối với giám bảo, cũng cực kỳ hà khắc. Tái Tiêu Vũ nói tiếp. Lưu Thương Khúc Thủy, tên cũng giống như ý nghĩa, chính là ở trước dòng nước uốn lượn, thả bảo vật vào trong nước chảy đưa xuống, quan sát lại thêm nghiệm chứng, chỉ có thời gian chừng 10 lần hít thở, sau đó lại phải nói ra tên gọi lai lịch của bảo vật. Chừng 10 lần hít thở, lại phải nói ra lịch, sao có thể như vậy được? Trương Huyền không nói chuyện, Triệu Phi Vũ ở một bên mở to hai mắt nhìn. Giám bảo sư phân biệt, cần phải quan sát các loại, trong đó sử dụng kính phóng đại, nghiên cứu đường vân, cân nhắc toàn thân.
Mỗi một món bảo vật đều cần tốn hồi lâu mới có khả năng hoàn thành. Cho dù quen thuộc, cũng phải xác nhận nhiều lần mới trả lời. Chừng 10 lần hít thở, chỉ là bảo vật thông qua thời gian dòng nước chảy xuôi đến bên cạnh, lại phải xác định đáp án, khó tránh khỏi quá kinh khủng. Hơn nữa còn là quan sát, không có người nào có thể phân biệt ra được bảo bối đi. Trước khi quan sát, có không có nhắc nhở, hoặc tư liệu gì sao? Triệu Phi Vũ hỏi tiếp. Nếu có tư liệu, sớm chuẩn bị tâm lý một chút, lúc đến lại có thể tìm tới trọng điểm, có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Không, sở dĩ không cho tư liệu, chính là sợ giám định lừa gạt. Tái Tiêu Vũ nói. Nếu như biết là cái gì, cửa ải này đã sớm có người thông qua. Không biết cụ thể là loại bảo vật nào, cho dù cho tư liệu, cũng hoàn toàn không có tác dụng, còn vô cùng có khả năng phán đoán lừa gạt, cuối cùng không có cách nào làm ra giải đáp chính xác. Cũng đúng. Chân mày Triệu Phi Vũ nhăn lại thành một đống. Lưu Thương Khúc Thủy nghe có thể nhanh chóng kiếm tiền, nhưng... thật sự quá khó khăn. Đừng nói dám bảo sư tứ tinh, cho dù là ngũ tinh, muốn làm được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nàng đang muốn khuyên can người thiếu niên trước mắt này, không nên lại hy vọng xa vời, đã thấy Trương Huyền cười khẽ. Được, ta phải tham gia cái khiêu chiến Lưu Thương Khúc Thủy này, mượn trước của ngươi 100 linh thạch. Chờ ta thông qua, xin trả lại gấp bội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 771, đánh cược như thế nào? 1. Nếu như ngươi thật sự muốn tham gia, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Thấy đối phương chấp nhất, Tái Tiêu Vũ nói. Người thanh niên trước mắt này mặc dù có thể nhìn ra vấn đề hắn vẫn không có cách nào nhìn ra, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn cảm thấy không có khả năng thông qua. Cho nên đối với lời nói trả lại gấp bội, hắn căn bản không lưu ý. Trong lòng đã có dự định xem như ném 100 linh thạch vào trong nước. Cất đồ xong, mấy người đi ra khỏi nhất phẩm các, đi dọc theo thang lầu lên trên. Hai tầng phía dưới của giám bảo các là thương trường, phía trên xem như là phân bộ của bọn họ, tiến vào đại sảnh, lại nhìn mười mấy người xếp thành hai hàng, trong tay đều cầm đủ loại bảo vật. Mấy thứ này giá trị cũng không cao, cũng đều là hàng hóa bày bán ở tầng 1, mấy khối linh thạch là có thể mua. Phía trước là hai người thanh niên, đang cẩn thận giám định. Mỗi người xem xong một cái, đều sẽ đánh dấu ở phía trên, làm ra một bảng giám định. Người được giám định qua, có người hưng phấn, có người mất hồn mất vía. Đồ ở tầng 1 có thật có giả, mua được hàng thật, xem như là buôn bán lời. Mua hàng giả, chỉ có thể tự nhận mình gặp xui xẻo. Nhìn vẻ mặt của mọi người, rất hiển nhiên, xui xẻo càng nhiều hơn một chút. Không ít người mua vật phẩm, không mấy yên lòng, sẽ tới nơi này, tìm người giám định. Giám định cho bọn họ đều là giám bảo nhất tinh sư mới vừa sát hạch thành công. Tái Tiêu Vũ nói. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Hắn cũng thấy được, huy hiệu trước ngực của hai người thanh niên này, đều có một ngôi sao màu vàng, lập lòe tỏa ra ánh sáng. Giám bảo sư nhất tinh, đã có thể hoàn thành giám định bảo vật đơn giản một chút. Những thứ bọn họ đưa tới, rất rõ ràng chưa từng vượt quá phạm vi. Lưu Thương Khúc Thủy ở phía trước, qua đó. Không dừng lại ở đại sảnh quá lâu, dưới sự hướng dẫn của Tái Tiêu Vũ, chỉ chốc lát bọn họ đã đi tới một gian phòng. Tái các chủ, lão sư, vừa tiến vào phòng, mấy lão già lại tiến lên nghênh đón. Tất cả đều có vẻ mặt cung kính. Làm các chủ, Tái Tiêu Vũ vẫn có uy tín cực cao. Không ít giám bảo sư tam tinh, đều là học sinh của hắn, có ân nghĩa thụ nghiệp. Giám bảo các tổng cộng có bao nhiêu giám bảo sư? Nhìn một vòng. Trong phòng tổng cộng chỉ có 6-7 người, Triệu Phi Vũ có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Nghe được câu hỏi, Tái Tiêu Vũ cười gượng lắc đầu. Giám bảo các nghệ uy phong, cộng thêm ta, chỉ có 3 vị tứ tinh, và 8 vị giám bảo sư tam tinh. Còn lại tất cả đều là nhị tinh, nhất tinh. Ít như vậy sao? Mọi người sửng sốt. Giám bảo các huy hoàng khí thế như vậy, vốn tưởng rằng chỉ riêng giám bảo sư tứ tinh lại phải có hơn 10 vị. Không nghĩ tới chỉ có 3. Thảo nào nói cấp bậc giám bảo sư khó có thể thi được. Hiện tại xem ra, số lượng quả thật ít đến thấy thương. Đúng vậy. Tái Tiêu Vũ lắc đầu, không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, nhìn về phía hai vị giám bảo sư tam tinh trước mắt. Đi gọi Trần trưởng lão, Lộc trưởng lão đến, nói có người muốn xông qua Lưu Thương Khúc Thủy. Xông qua Lưu Thương Khúc Thủy. Hai người bị dọa cho giật mình, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Độ khó của Lưu Thương Khúc Thủy. Làm giám bảo sư đều biết rõ ràng.
nhiều năm như vậy chưa từng có người nào thành công, lại còn muốn tới xông qua. Tuyệt đối là tiền nhiều quá. Thời gian không lâu, hai lão già râu bạc trắng đã đi tới. Còn chưa có tới gần, một giọng lớn tiếng lại vang lên. Tái các chủ, có người muốn xông qua Lưu Thương Khúc Thủy sao? Là Hồ lão quỷ hay Đỗ lão quỷ? Hai người này chẳng lẽ còn không chết tâm sao? Hồ lão quỷ, Đỗ lão quỷ trong miệng hắn, cũng không thuộc về phân bộ Hồng Hải Thành, đều là giám bảo sư tứ tinh, thực lực tương đương với bọn họ. Từng tới nhiều lần, chỉ là vẫn không có cách nào thông qua mà thôi. Mấy năm nay, cũng chỉ có hai người này xông qua. Những người khác biết khó khăn, ngay cả quyết định này cũng không có. Bởi vậy vừa nghe được có người muốn xông qua, lập tức nghĩ đến bọn họ. Ừ, người đâu? Nhìn trái nhìn phải quanh một vòng, vẫn chưa nhìn thấy được bóng người quen thuộc, lão già lớn tiếng nói, đầy nghi ngờ. Được rồi, Trần trưởng lão, lần này không phải hai người bọn họ muốn xông qua, mà là vị tiểu huynh đệ này, Trương Huyền. Thấy người này vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, Tái Tiêu Vũ lắc đầu cắt ngang hành động của hắn. Hắn! Không chỉ hai lão già vừa tới sửng sốt, mấy giám bảo sư khác ở trong gian phòng cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Vốn tưởng rằng muốn xông qua Lưu Thương Khúc Thủy chính là nhân vật lợi hại gì. Không nghĩ tới lại là một kẻ chưa đầy 20 tuổi, miệng còn hôi sữa. Không để ý tới phản ứng của mọi người, Tái Tiêu Vũ cười giới thiệu. Trương lão đệ, vị này chính là Trần Vũ Trần trưởng lão. Một vị khác, lại là Lộc Tây Lộc trưởng lão, là hai vị giám bảo sư tứ tinh còn lại ta đã nói với ngươi. Trương Huyền gật đầu. Không cần giới thiệu hắn cũng đoán được. Hai lão già này tuy rằng trên người không có mặc trường bào đặc biệt của giám bảo sư, nhưng khí tức trong người lại thâm hậu vô cùng. Vừa nhìn đã biết tu vi cao thâm, không kém gì Kim Tòng Hải. Thực lực như vậy, lại dám ở trước mặt Tái Tiêu Vũ hô to gọi nhỏ, tự nhiên là hai vị giám bảo sư tứ tinh còn lại. Các chủ, người gọi hắn cái gì? Lão đệ. Trần trưởng lão kịp phản ứng trước, vẻ mặt nghi ngờ. Tái Tiêu Vũ làm các chủ giám bảo các, địa vị cực cao. Trừ bọn họ ra, gần như tất cả mọi người phải gọi hắn một tiếng lão sư. Lúc này hắn lại xưng hô với một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi là lão đệ. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Ừ, đừng thấy Trương lão đệ tuổi còn nhỏ, đối với phương diện giám bảo, lại không kém gì ta. Tái Tiêu Vũ cười nói. Không kém gì ngươi, lời này có chút khoa trương. Trần trưởng lão lắc đầu, những người khác đều là vẻ mặt không thể tin được. Phương diện giám bảo. Chú ý không phải thiên phú, mà là lượng tri thức. Phải nắm giữ tri thức và thực tiễn vô cùng, có khả năng kinh nghiệm và lý lịch càng ngày càng lão luyện, trình độ càng lúc càng cao. Chương 772, đánh cược như thế nào? 2. Người này thoạt nhìn 18, 9 tuổi. Cho dù bắt đầu học tập từ trong bụng mẹ, cũng không quá 10 năm mà thôi, làm sao có thể so với được với Tái Các Chủ, loại giám bảo sư tứ tinh nghiên cứu cả đời này. Là thật. Vừa rồi lão sư giám định một phỉ thúy trúc, kết quả lại xuất hiện vấn đề. Thấy mọi người nghi vấn, Lưu Sương nói ra chuyện vừa rồi một lượt. Ngươi nói, liếc mắt thoáng nhìn, liền phát hiện ở trong phỉ thúy trúc chứa kịch độc, không thích hợp luyện đan. Đây không phải là thủ đoạn của giám bảo sư sao? Nghe xong giải thích, mọi người không những không cảm thấy bội phục, trái lại càng kỳ quái. Giám bảo sư phải cẩn thận quan sát. Thậm chí còn phải chuẩn bị một ít hàng mẫu, tiến hành thí nghiệm. Liếc mắt nhìn lại đoán được, thế nào có cảm giác giống như thầy tướng số. Được rồi, Trương lão đệ, hiện tại chúng ta lại mở ra gian phòng Lưu Thương Khúc Thủy cho ngươi. Ngươi một mình tiến vào trong, tổng cộng 10 món bảo vật, giám định ra một cái, xem như thành công. Thấy mọi người đầy nghi vấn, Tái Tiêu Vũ khoát tay áo, cắt ngang lời nói của mọi người. Ừ, Trương Huyền lên tiếng. Giám định thành công một cái, lại tính là qua cửa ải. Thoạt nhìn cũng không khó khăn. Bắt đầu đi. Tái Tiêu Vũ đánh tiếng cho hai vị trưởng lão Trần, Lộc đi tới trước tường. Từng người lấy ra một thìa thuốc, nhẹ nhàng cắm xuống. Két. Bức tường tách ra, xuất hiện một cánh cửa lớn. Cửa ải Lưu Thương Khúc Thủy, bên trong có chứa chí bảo không có cách nào giám định, không giống các loại cửa ải như danh sư đường. Bởi vậy cần ba cái chìa khóa đồng thời mở ra, mới có thể mở được. Bằng không, cho dù cường giả hóa phàm tam trọng, tứ trọng, căn bản cũng không có cách nào tiến vào. Cổ tay lật một cái, lấy ra một đống linh thạch, để vào trong đó. Bức tường màu xám cho phía trước, trong nháy mắt giống như là có trận pháp kích hoạt, phát ra tia sáng chói mắt. Vào đi thôi,
Tái Tiêu Vũ xua tay. Trương Huyền nhấc chân lại đi về phía trong, còn chưa đến tới trước cửa, hắn đã bị Trần trưởng lão ngăn cản. Ngươi cũng biết độ khó của Lưu Thương Khúc Thủy. Tuy rằng vừa rồi tái các chủ tán dương một hồi, hắn đối với người thanh niên này vẫn không xem trọng. Lưu Thương Khúc Thủy, nếu như đơn giản như vậy, sớm đã có người thành công, làm sao có thể đến bây giờ chưa từng có người đột phá? Không biết. Trương Huyền lắc đầu. Ta cũng mới vừa nghe nói. Có người nói chỉ cần xông qua, là có thể có phần thưởng 5.000 linh thạch, cho nên, muốn thử một chút. Vừa nghe nói, lại dám xông qua. Trước mắt Trần trưởng lão tối sầm. Còn tưởng là thiên tài ở chỗ nào xuất hiện, sớm đã chuẩn bị không biết bao lâu, lúc này mới làm phiền tái các chủ. Không nghĩ tới vừa nghe nói, lại tới đây. Hơn nữa, phần thưởng 5.000 linh thạch là có ý gì? Ngươi không lẽ là vì thưởng mới tới? Trần trưởng lão phẫn nộ một hồi. Lưu Thương Khúc Thủy, không chỉ là một cửa ải khó khăn, cũng là cửa ải sát hạch giám bảo sư ngũ tinh. Trừ khi đạt được tứ tinh, mới có tư cách thử. Nghe nói có phần thưởng lại xông tới, có cần đùa như vậy hay không? Tái các chủ, để cho một người vì thưởng lại muốn xông qua ải, tiến vào Lưu Thương Khúc Thủy, có thể không tôn trọng uy nghiêm của giám bảo các hay không? Thật sự không nhịn được, Trần trưởng lão quay đầu lại nhìn. Vì phần thưởng lại muốn xông qua cửa ải giám bảo sư ngũ tinh, quá không để nghề nghiệp giám bảo sư này ở trong mắt. Trần trưởng lão quá nghiêm trọng, Trương lão đệ, tuy rằng, mục đích là vì linh thạch, vẫn có bản lĩnh thật sự. Tái Tiêu Vũ muốn nói vài lời giúp cho Trương Huyền, do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, người này. Thật sự vẫn là vì linh thạch mới chịu tới xông qua. Bản lĩnh thật sự, Lưu Thương Khúc Thủy, cũng gọi là Lưu Diệp Khúc Thủy. Nói cách khác trong thời gian nước chảy, lại phải phân biệt ra loại hình, tên gọi, lai lịch, giá trị của bảo vật. Vì linh thạch lại muốn xông qua ải, điều này. Trần trưởng lão có chút nóng nảy. Được rồi, cửa ải đã kích hoạt, nhiều lời vô ích. Để hắn thử xem, có thể vị Trương lão đệ này, có thể sáng tạo ra kỳ tích. Cắt ngang lời của hắn, Tái Tiêu Vũ nói. Tuy rằng đối với vị Trương Huyền này, hắn không ôm hy vọng gì. Nhưng nếu đã đáp ứng, lại để cho hắn thử xem. Không thành công cũng sẽ chết tâm. Bằng không, đối phương giúp đỡ như vậy, nhưng ngay cả chút yêu cầu này của đối phương cũng làm không được, sau này còn mặt mũi gì nữa. Ừ, thấy Tái Tiêu Vũ ngăn cản Trần trưởng lão, Trương Huyền cũng lười dây dưa cùng đối phương, nhấc chân đi vào gian phòng. Ong! Hắn vừa tiến vào, cửa lớn của gian phòng ầm ầm đóng cửa. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Trần trưởng lão vung ống tay áo. Vị trưởng lão này, ý của ngươi là thiếu gia nhà chúng ta khẳng định không có cách nào thông qua Lưu Thương Khúc Thủy này. Đang cảm thấy tái các chủ làm có chút không đủ tiêu chuẩn, liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên. Trần trưởng lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên béo đứng ở cách đó không xa, thân thể to béo không ngừng run rẩy. Không sai. Lưu Thương Khúc Thủy phải có lý giải đối với giám bảo cực kỳ cao thâm mới có thể thông qua. Ngay cả Hồ Lão Quỷ, Đỗ Lão Quỷ cũng làm không được, hắn một kẻ mười mấy tuổi, muốn thành công, làm sao có thể? Trần trưởng lão hừ nói. Nếu ngươi xác nhận như vậy, vậy, chúng ta đánh cược thì thế nào? Người bếp mập nói. Đánh cược. Trần trưởng lão sửng sốt. Không sai, ta cá là thiếu gia nhà chúng ta khẳng định có thể thông qua. Người đánh cược hắn không có cách nào thành công. Tiền đặt cược, chúng ta cũng không đặt lớn. Lại tới 3.000 linh thạch thì thế nào? Người béo mập cười híp mắt nhìn qua. Chương 773, Trùy Đồng Xanh 1. 3.000 linh thạch, còn chưa lớn. Trần trưởng lão thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Nhiều linh thạch như vậy, hắn dốc hết tất cả, có thể lấy ra. Nếu thật sự muốn làm như vậy, cũng không khác gì phải phá sản. Một lần đánh cược lại nhiều như vậy. Người đây là muốn điên sao? 3.000 linh thạch, người có nhiều tiền như vậy để đặt cược sao? Thấy lão hữu xấu hổ, Lộc trưởng lão tiến lên một bước, thay hắn giải vây. Ta đương nhiên không có. Người béo mập lắc đầu. Không. Mọi người bất đắc dĩ một hồi. Nói đến vui vẻ như thế, còn tưởng rằng nắm trong tay mấy nghìn, mấy vạn linh thạch. Không có, lại dám đánh cược, còn nói với lẽ thẳng khí hùng như vậy. Lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Triệu Phi Vũ ở một bên cũng vỗ trán một cái. Người béo mập này dáng vẻ ngu ngốc không sợ trời không sợ đất. Nhưng hắn có thể nhìn thấy qua được nhiều lần. Không nghĩ tới trực tiếp tìm giám bảo sư tứ tinh người ta đánh cược. Mấu chốt còn không có tiền.
Ta ngất, ngươi thật là mạnh. Thực sự là có dạng chủ nhân thế nào, sẽ có dạng hạ nhân như thế. Nàng không nhịn được lắc đầu. Tên mập quản gia Tôn Cường này, chính là một kẻ chỉ e sợ thiên hạ không loạn, ở trước mặt mọi người giáo huấn tái các chủ không sợ bị đánh chết. Hiện tại người này thoạt nhìn ngoan độc hơn nữa. Thật không biết đám quái thai này, đều từ nơi nào xuất hiện. Không có tiền, đánh cược cái gì? Gương mặt Trần trưởng lão cũng xanh cả lại. Ta không có tiền, tái các chủ có. 3.000 linh thạch mà thôi, hắn sẽ cho mượn. Tôn Cường béo mập mỉm cười. Tái các chủ ở một bên xem náo nhiệt, không nghĩ tới chiến hỏa thoáng cái đốt đến trên người mình, thiếu chút nữa nôn ra máu. Hắn là nói qua muốn cho Trương Huyền mượn tiền. Nhưng điều này là lời khách khí muốn kết giao với đối phương. Chủ tớ hai người này thì hay rồi, một người mở miệng mượn 3.000 không thành, người này còn mượn 3.000 đánh cược. Ta lại khách khí một chút, các ngươi còn tưởng thật. Có cần hãm hại như thế hay không? Ta đang muốn giải thích một câu, lời còn chưa nói ra, chỉ thấy người béo mập trước mắt khoát tay chặn lại. Cho dù tái các chủ lòng dạ hẹp hòi, không nhớ tới ân tình của thiếu gia đối với hắn, vậy cũng không sao. Triệu Phi Vũ công tử nhất định sẽ cho ta mượn, 3.000 linh thạch mà thôi, đối với công tử mà nói, cũng không tính là cái gì. Triệu Phi Vũ, ta chính là một người đánh nước tương, động cá lửa lại đốt tới trên người ta. Mắt tái các liền trợn trắng. Vì sao nói ta lòng dạ hẹp hòi, không để ý tới ân tình của Trương Huyền? Ta không phải đưa cho hắn một gốc cây an thần thảo sao? Thậm chí còn không để ý hồ đồ, lãng phí 100 linh thạch. Để cho hắn tiến vào lưu thương khúc thủy. Như thế mà còn không gọi là báo ân sao? Hai người đang muốn nói chen vào, Tôn Cường lại khoát tay áo. Nhìn đi, bọn họ chưa từng phản đối, nói rõ 3.000 linh thạch đối với bọn họ mà nói không tính là gì cả. Yên tâm đi, chỉ cần thua, khẳng định cầm ra được. Mấu chốt là ngươi, sẽ không phải vừa rồi mở miệng nói lời thề son sắt, trên thực tế cũng không dám chứ. Hay dám bảo sư tứ tinh? Ngay cả chút tiền như vậy cũng không lấy ra được, không dám đánh cược, mất mặt. Ngươi, không nghĩ tới bị một hạ nhân khinh bỉ, gương mặt Trần trưởng lão tái xanh, sắp tức nổ phổi. Ngươi cái gì, ta à, thật sự không dám nói, thôi đi, chỉ có điều, phải quản tốt cái miệng của ngươi, không nên nói lung tung. Thiếu gia nhà chúng ta, thiên tư vô song, một lưu thương khúc thủy nho nhỏ mà thôi, không đáng kể chút nào. Hừ một tiếng, đầu Tôn Cường hất lên. Đối với Trương Huyền tràn ngập lòng tin. Được, ta đánh cược với ngươi. Thấy thái độ người này càng lúc càng ngạo mạn, Trần trưởng lão không thể tiếp tục kìm chế được. Dựa theo đạo lý, hắn đường đường là giám bảo sư tứ tinh, nổi nóng cùng một hạ nhân, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng tên mập này thật sự là quá đáng. Giọng nói ngả ngớn, thái độ ngạo mạn, nhất là bây giờ, vẻ mặt khinh bỉ, thật giống như hắn vị giám bảo sư tứ tinh này đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được người tôn trọng. Lại giống như ăn mày không biết xấu hổ vậy. Bị giám bảo sư ngũ tinh, danh sư tứ tinh, thậm chí các chủ khinh bỉ, hắn đều có thể nhịn. Bị một hạ nhân tu vi chỉ có, dù sao cũng rất thấp khinh bỉ, hắn thật sự nuốt không trôi. Không tệ, còn ai dám đánh cược không? Các ngươi không phải cũng không tin thiếu gia nhà chúng ta có thể qua cửa ải. Hiện tại đánh cược còn kịp, nếu không, qua thôn này sẽ không có tiệm này. Thấy đối phương bị tức giận đáp ứng. Tôn Cường cười hắc hắc, nhìn quanh một vòng, khuôn mặt thương nhân được lợi hiện ra hết. Nhìn thấy được người này cùng Trần trưởng lão đánh cược còn chưa đủ, lại còn muốn cùng mọi người đánh cược, tất cả mọi người đều không nói gì. Mau nhìn, lưu thương khúc thủy bắt đầu. Tôn Cường lớn tiếng mê hoặc, xem còn có thể tiếp tục lừa gạt vài người đánh cược hay không, liền nghe được trong đám người có một âm thanh vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại về phía bức tường ngay phía trước mặt. Chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng thịnh. Hình như bên trong có trận pháp nào đó được hoàn toàn vận chuyển. Bên trong trận pháp, đi vào cửa lớn, tiến vào hình như không phải là một gian phòng, mà là một hoa viên. Trong đó sắc màu rực rỡ, mùi hoa mai xông vào mũi. Một dòng nước suối, từ phía xa chậm rãi chảy xuôi đến, đập vào đá, phát ra âm thanh, róc rác, giống như tiếng nhạc tấu lên. Suối nước uốn lượn chảy xuôi, ở phía trước hình thành một hình vòng tròn, vừa vặn có thể cho người ta đứng thẳng. Hắn đi tới trước mặt, trong nháy mắt một trận pháp bị kích hoạt, một cái lá cây từ sâu bên trong dòng suối chảy xuôi qua. Chương 774, Trụy Đồng Xanh 2. Trên lá cây để một vật phẩm kỳ quái hình dạng,
hiện lên 8 mặt tính bất quy tắc, khiến cho người ta không nhìn ra được rốt cuộc là cái gì. Nhìn tới, đây chính là bảo vật phải sát hạch. Mắt Minh Lý vận chuyển, phát hiện tự nhiên nhìn không thấu, ánh mắt Trương Huyền không nhịn được nhất thời sáng lên. Không hổ danh là bảo bối gây khó khăn cho danh sư tứ tinh. Mắt Minh Lý lại tính là nhìn trên vật phẩm, cao hơn một cấp, cũng hoàn toàn có không manh mối. Lưu thương khúc thủy, cái gọi là thương lại thật ra là một loại rượu chén, cách gọi của văn nhân mặc khách. Bọn họ ngồi ở bên dòng suối, thương xuôi dòng bồng bềnh, đi tới ai trước mặt, người đó lại làm thơ uống rượu. Bảo vật nặng tất nhiên không có khả năng giống như chén rượu bồng bềnh ở trên mặt nước, là dùng lá tử động thụ tới chịu lực. Loại lá cây này rất nhẹ, trôi lơ lửng ở trên mặt nước, mang theo một, hai thứ cũng không hề có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, lưu thương khúc thủy của giám bảo các, cũng gọi là lưu diệp khúc thủy. Đây rốt cuộc là cái gì? Lá cây còn chưa đến tới trước mặt, bởi vậy chỉ có thể nhìn hình dạng và vẻ ngoài của món bảo bối trước mắt này. Kích thước giống như quả dưa hấu, toàn thân màu tím sẫm, thoạt nhìn giống như là loại kim loại đặc biệt nào đó đúc ra. Hai mắt lại nhìn kỹ, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Hắn chưa có xem qua sách liên quan tới giám bảo, đối với chức nghiệp này, hắn cũng không biết được rõ ràng, chỉ có thể nhìn đại khái một chút. Nhiều giám bảo sư cao minh như vậy cũng không nhìn ra được, hắn loại người chưa bao giờ từng giám định qua, lại làm sao có khả năng hiểu rõ. Thôi đi, không nghĩ nhiều nữa, cũng không lại quan sát thứ này, hắn tiện tay ở một bên chuẩn bị xong giấy bút cầm lấy. Khi chiếc lá lặng lẽ đi tới trước mặt, hắn đưa tay chạm vào phía trên. Ong! Một quyển sách xuất hiện ở trong đầu. Dám đến sông qua lưu thương khúc thủy, chủ yếu bởi vì có thiên đạo đồ thư quán làm chỗ dựa. Bằng không, chút dám bảo thuật gầy còm này của hắn, đừng nói là một bảo bối, nửa món khẳng định cũng không nhận ra được. Mở sách, cầm lấy bút lông lại viết xuống trên giấy. Trùy đồng xanh, 3.000 năm trước, vật phẩm của Đoan Mộc Nhất Quang luyện khí sư ngũ tinh, thu thập tử kim thiết, bách chiến ngân, thanh trần sa. Tổng cộng 13 loại khoáng thạch hiếm có dung hợp thành, rèn đúng 7749 ngày. Trong lúc Trương Huyền múa bút thành văn, mọi người bên ngoài mỗi một đều đang nhìn bức tường, vẻ mặt khẩn trương. Tôn Cường tìm người đánh cược xung quanh, cũng không ai để ý tới hắn nữa. Tất cả mọi người muốn xem thử, người thanh niên chưa đủ 20 tuổi này rốt cuộc có thể dám định ra một bảo bối, do đó thuận lợi vượt qua cửa ải hay không. Nhìn thời gian, chắc hẳn là bảo vật đầu tiên đã đi tới trước mặt. Các ngươi nói hắn có thể thành công không? Trong đám người, một giám bảo sư không nhịn được nói. Thành công, đùa gì thế, tái các chủ cũng xông vào lưu thương khúc thủy nhiều lần, một cái cũng chưa nhận ra được, đủ thấy độ khó trong đó. Hắn là một nhân vật nhỏ làm sao có thể thành công? Không nói gì khác, chỉ nói bộ dạng bừa bãi của hạ nhân kia, giám bảo sư chân chính, có lớn lối như vậy sao? Cái này cũng không đúng, dám đánh cược nói rõ có tự tin. Mọi người nhỏ giọng, bàn luận ầm ĩ. Giám bảo sư ở đây, trẻ cũng phải chừng 30 tuổi. Một người chưa đủ 20 lại muốn xông qua lưu thương khúc thủy, bọn họ đều có chút không tiếp thu được. Yên tâm đi, bảo vật trong lưu thương khúc thủy, nếu như dễ dàng có thể dám định ra như vậy, cũng không đến mức được cho là tiêu chuẩn sát hạch của giám bảo sư ngũ tinh. Thấy vẻ mặt Trần trưởng lão cũng khẩn trương nhìn về phía bức tường, Lộc trưởng lão đi tới, an ủi một câu. Đối với Trương Huyền này, hắn cũng không coi trọng. Lưu thương khúc thủy hắn cũng xông vào. Trong đó xuất hiện bảo vật, khó có thể dám định không nói, thời gian có thể quan sát thật sự quá ít. Tối đa 10 lần hít thở, lại từ bên cạnh chảy xuôi qua. Thời gian ngắn như vậy, dám định một bảo bối chưa từng thấy qua, làm sao có thể thành công? Lo lắng, có gì phải lo lắng? Một kẻ vô tri mà thôi. Có đúng là dám bảo sư hay không còn không biết, lại dám nói khoác không biết ngược. Trần trưởng lão hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, đột nhiên toàn thân chấn động. Một tiếng chuông vang lên. Cong! Âm thanh xuyên qua bức tường, giống như là vang lên ở sâu bên trong linh hồn. Tiếng chuông, lẽ nào không thông qua? Không đúng, chỉ có khi tất cả bảo vật đều được giám định hoàn tất, mới có thể đánh giá thống nhất. Tiếng chuông vang lên, biểu thị không thông qua. Hiện tại theo thời gian suy tính, hắn tối đa chỉ xem xong bảo bối thứ nhất. Cho dù có tiếng vang chuông, thời gian cũng chưa tới. Mọi người sửng sốt, tất cả đều mờ mịt. Lưu thương khúc thủy, tiếng chuông vang lên, đại biểu xông qua ải thất bại, một bảo vật cũng chưa nhận ra được. Nhưng bây giờ vị Trương Huyền này mới tiến vào trong,
chắc hẳn chỉ mới nhìn thấy một bảo vật, thế nào lại kết thúc? Có người nói, bảo vật đầu tiên không nhận ra, bất kỳ chữ viết nào cũng không lưu lại, sẽ bị tự động quyết định không có cách nào đáp lại, trực tiếp quyết định thất bại. Còn có cách nói này sao? Đúng vậy, trước đây đã từng có, ta đã xem qua sách ghi chép. Trong đám người không biết có ai hô lên một câu, sắc mặt mọi người lập tức trở nên cổ quái. Người xông qua ải, cho dù không có cách nào xác nhận bảo vật đầu tiên là gì, chỉ ít có thể đoán ra đại khái, viết ra một phạm vi. Nếu quả thật là cái gì cũng chưa từng viết lại quyết định thất bại, vậy cũng thật sự mất mặt. Xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Cường đứng bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự đồng tình. Không cần suy nghĩ, người này lần này thua thảm. Leng keng. Chưa kết thúc, liền nghe được có tiếng chén trà rơi trên mặt đất vang lên. Ngay sau đó liền thấy toàn thân tái các chủ không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đây không phải là tiếng chuông, mà là linh tính của bảo vật kích động. Nói cách khác, hắn không chỉ dám định ra, còn chiếm được tán thành của linh tính bảo vật. Chương 775, Hóa Linh Hí, Thi Họa Tán Thành 1. Linh tính kích động. Trần trưởng lão, Lộc trưởng lão nhìn nhau, đồng thời cứng đờ. Điều này, sao có thể như vậy được? Tiếng chuông thất bại rất nặng nề, trong âm thanh mang theo sự thâm trầm. Cái này, sắc bén chói tai, vang vọng nội tâm. Chỉ có linh tính kích động trong truyền thuyết, mới có thể làm cho người từ ở sâu trong nội tâm, sinh ra cảm giác sung sướng. Tái các chủ nói. Cái này. Hai người thoáng lảo đảo một cái. Âm thanh mới vừa rồi vang vọng trong lòng, khiến người ta cảm giác kích động. Cẩn thận hồi tưởng. Quả thật không phải tiếng chuông thất bại có thể có. Chẳng lẽ thực sự, là linh tính kích động? Sao có thể như vậy? Chỉ cảm thấy da mặt bị đánh loạn, môi Trần trưởng lão trắng bệch. Vừa rồi dùng ngôn từ chính nghĩa nói người ta ngay cả bảo vật cũng không nhận ra được, kết quả người ta không chỉ nhận ra, còn làm cho một linh tính kích động. Có cần nghịch thiên như thế hay không? Bảo vật tán thành, linh tính kích động. Đây là, linh binh lợi hại, tự chủ phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Cái này, này, nghe được tái các chủ nói, mọi người trước đó đồng tình Tôn Cường, mỗi một đều trợn mắt há hốc mồm, giống như là trong miệng bị nhét vào một con rùa, lại không khép lại được. Vừa rồi cảm thấy người này khẳng định bị thua, nội khố cũng không còn lại. Kết quả là tập kích ngược. May mà vừa rồi không ngu ngốc không lỗ mãng cùng hắn đánh cược. Nếu không, không còn quần lót chính là đám người mình. Trên lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ đồng thời nhìn lại về phía Trần trưởng lão, chỉ thấy sắc mặt hắn tái xanh, trên trán đầy vạch đen, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. 3.000 linh thạch, cho dù hắn là giám bảo sư tứ tinh, chắc hẳn cũng thua đến nghi ngờ nhân sinh. Vì sao gọi là linh tính kích động? Thấy bộ dáng này của mọi người, Tôn Cường không tim không phổi, vẻ mặt không hiểu nguyên nhân, nhìn qua. Phụt! Trần trưởng lão không thể tiếp tục kìm chế được, một ngụm máu tươi phun ra. Linh tính của bảo vật kích động, chỉ cần là giám bảo sư, không người nào không biết. Thậm chí ngay cả học đồ cũng đều biết rõ ràng. Người này cái gì cũng không biết. Bại bởi giám bảo sư ngũ tinh, cường giả siêu cấp hắn cũng nhận. Tự nhiên bại bởi một hạ nhân ngay cả học đồ cũng không bằng. Thế nào vừa rồi lại ngu như vậy, đáp ứng đánh cược. Thấy vẻ mặt người béo mập ấy mờ mịt, hình như còn muốn đi hỏi, Trần trưởng lão có chút phát điên. Lưu Sương cũng nhìn không được nữa. Vội vàng đi tới. Bảo vật chia ra làm 5 cấp bậc thần, thánh, linh, quỷ, phàm, điều này ngươi hẳn đã biết. Ừ, Tôn Cường gật đầu. Phân loại đẳng cấp này, ở Thiên Huyền Vương quốc cũng không tính là bí mật gì, người người đều biết. Hắn mặc dù là một thương nhân, cũng là người tu luyện, biết chẳng có gì là lạ. Binh khí đạt được linh cấp, sẽ nắm giữ linh tính. Giống như tác phẩm hóa linh trong thi họa, tuy rằng không có khả năng giống như người bình thường. Có trí khôn, nhưng sẽ tiến hành tán thành, công nhận đối với người tu luyện. Về điểm ấy, có chút cùng loại với man thú nhận chủ. Lưu Sương nói tiếp, binh khí tán thành người tu luyện, sẽ phát ra loại âm thanh kích động này, cũng chính là cái gọi là linh tính kích động. Một khi xuất hiện, người tu luyện có thể trực tiếp lấy máu nhận chủ, luyện hóa thành đồ của mình. Luyện hóa, Tôn Cường trợn tròn mắt. Đúng vậy, binh khí trên Lưu Thương Khúc Thủy, là bảo vật mấy nghìn năm qua. Vô số giám bảo sư đều không dám định được. Hắn mới tiến vào trong một hồi, linh tính lại kích động, chẳng lẽ? Hắn không chỉ nhận ra, còn nói kỹ càng tỉ mỉ ra ưu, khuyết điểm của bảo vật.
vẻ mặt Lưu Sương không thể tin được. Ưu khuyết điểm, binh khí, bảo vật, đều theo phương pháp tốt nhất đi rèn, nhưng chịu hạn chế bởi nguyên liệu, trình độ luyện khí sư. Bảo vật lợi hại hơn nữa, phía trên cũng sẽ có chỗ thiếu hụt như vậy. Chỉ cần bổ sung nó, là có thể khiến cho phẩm cấp của nó thăng cấp. Linh tính của binh khí, biết vấn đề của bản thân, đáng tiếc không thể cùng người khai thông, cũng lại không có cách nào tu bổ. Một ít cường giả lợi hại có thể dễ dàng nhìn ra mấy vấn đề này. Một khi tìm đúng, là có thể dễ dàng được linh tính tán thành. Chỉ có điều, đây là năng lực luyện khí sư cao giai mới có. Thế nào, dùng đến trên người giám bảo sư? Giải thích vài câu, vẻ mặt Lưu Sương mờ mịt. Giám bảo sư chỉ cần giám định bảo vật, biết là vật gì, lai lịch gì là được. Đối với ưu khuyết điểm của bảo vật, là không nhìn ra. Chỉ có những luyện khí sư lợi hại này, đối với binh khí, bảo bối, cảnh giới lý giải sâu sắc, mới có thể làm được. Chẳng lẽ, người này không phải là giám bảo sư, mà là luyện khí sư rất lợi hại, lúc này mới có thể chính xác nhận ra bảo vật là gì, lại phân tích ra ưu khuyết điểm. Nếu như là luyện khí sư, trùng hợp cái thứ nhất qua chính là binh khí, có thể nhận ra, cũng rất bình thường. Chỉ có điều, giám bảo sư không chỉ có thể giám định binh khí, thi họa, đồ cổ, thiên tài địa bảo thậm chí công pháp, võ kỹ. Không gì không giỏi, Lưu Thương Khúc Thủy có 10 món bảo vật, bao hàm rất nhiều chức nghiệp. Chỉ là luyện khí sư, chắc hẳn cũng chỉ có thể nhận ra một thứ. Lộc trưởng lão cũng kịp phản ứng, nhìn về phía lão hữu bên cạnh, nói. Luyện khí sư, đối với binh khí quen thuộc đến tận trong xương cốt, có thể rất nhanh nhận ra, cũng tìm ra ưu khuyết điểm, thu được tán thành, chẳng có gì là lạ. Đáng tiếc, Lưu Thương Khúc Thủy sát hạch chính là giám bảo sư, mà không phải là luyện khí. 10 món bảo vật trong đó không chỉ là binh khí, còn có những vật khác. Cho dù luyện khí sư có thể quen thuộc với rất nhiều binh khí, nhận ra một cái cũng coi như kết thúc. Phía sau nhất định sẽ kết thúc thất bại. Lộc trưởng lão vốn muốn an ủi lão hữu, hắn còn chưa nói dứt lời, liền nghe được tiếng người béo mập ở bên cạnh lẩm bẩm vang lên. Chương 776, Hóa Linh Hí, Thi Họa Tán Thành 2. Đúng rồi, vừa rồi có phải tái các chủ đã nói, chỉ cần nhận ra một bảo vật, xem như thông qua hay không? Trần trưởng lão vừa thả lỏng một chút, sắc mặt lại tái xanh, trong lòng nhỏ máu. Lưu Thương Khúc Thủy, nhiều năm như vậy, không ai thành công qua đồng loạt. Bởi vậy, chỉ cần trong 10 món vật phẩm, nhận ra một cái, xem như thông qua. Nói cách khác, không quan tâm phía sau vị Trương Huyền này nhận ra được hay không, 3.000 linh thạch của mình, đều tính là nhất định phải thua. Bên ngoài chấn động kinh ngạc không hiểu, Trương Huyền nhìn búa sắt dáng vẻ cổ quái trước mắt, bất đắc dĩ một hồi. Kêu loạn cái gì, làm ta sợ nhảy cả lên. Vừa ghi chép một đoạn bên trong đồ thư quán có liên quan tới thứ này lại phát ra một tiếng nổ lớn, hắn khiếp sợ đến mức ngay cả bút lông cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Thứ gì chứ? Một cái chùy hỏng, cũng không phải chuông, kêu la các loại, kêu to cái giám à. Có hiểu lễ phép hay không? Như vậy sẽ dọa người, sẽ hù chết người đấy. Thôi đi, viết ra tên là được, phía sau có thể không viết nữa. Suy nghĩ bị cắt ngang, cũng lại ngừng lại. Miêu tả chỗ thiếu hụt trong thiên đạo đồ thư quán liên quan tới chùy đồng xanh này, chừng 72 chỗ. Toàn bộ chép xuống, tuyệt đối sẽ mệt chết. Nếu đã xác định tên và lai lịch, cùng với 2-3 chỗ thiếu hụt, chắc hẳn là gần như có thể thông qua. Buông bút lông, Trương Huyền không lại đi nhìn chùy đồng xanh trên lá cây nữa, đang định chờ bảo vật phía sau tới, lại thấy vụn sắt nặng nề này, vù, một cái từ trong suối nước, bay ra, rơi vào trước mặt. Đây là tình huống gì? Trương Huyền chớp mắt. Ngươi là cái chùy lớn, không ngoan ngoãn nằm ở trên lá cây, nhảy ta trước mặt làm gì? Ta cũng không phải là chùy mẹ. Thôi đi. Nghi ngờ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được rốt cuộc có tình huống gì, đã thấy lá cây chảy đi, bảo vật thứ hai chậm rãi chảy xuôi đến. Trương Huyền lắc đầu, không để ý tới nữa. Trên lá cây thứ hai đặt một bức tranh cuộn tròn, trôi lơ lửng ở trên mặt nước, tản ra vầng sáng mỏng manh. Linh khí xung quanh không tự chủ được bị bức ảnh thu hút. Từng con chim không ngừng bay lượn, giống như đang sống. Ít nhất là bức tranh ngũ cảnh. Hắn làm thi họa sư tam tinh, đối với thi họa vẫn còn có chút hiểu rõ. Tác phẩm mặc dù cách rất xa, lại nhìn ra được nó không tầm thường, tuyệt đối không thua kém ngũ cảnh. Mắt Minh Lý vận chuyển. Đáng tiếc, giống như chùy đồng xanh vừa rồi, cũng không nhìn ra nguyên nhân. Nói cách khác,
mức độ chân quý của bức tranh này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể dễ dàng nhìn trộm. Rất nhanh, lá cây đi tới trước mặt, hắn cũng thấy rõ hình huống phía trên. Bức tranh rõ ràng, chỉ có điều phía trên không có lạc khoản và tên gọi, khiến người ta không nhận ra, rốt cuộc là tác phẩm do ai lưu lại. Con chim phía trên thoạt nhìn cũng rất lạ mặt, tư liệu man thú hắn học được trong thuần thú, cũng không có một con nào có thể tương ứng. Nói cách khác, tranh vẽ không những không có tên, ngay cả chim vẽ ra cũng không có cách nào xác định rốt cuộc là loài vật. Thảo nào nhiều dám bảo sư như vậy, cũng không phân biệt được. Chỗ thiếu hụt, bàn tay vừa chạm vào bức tranh, Trương Huyền lại múa bút thành văn. Lão sư, linh tính của bảo vật kích động qua đi, sợ rằng sẽ tự động nhận chủ. Làm không tốt, dám bảo các chúng ta không chỉ phải trả 5.000 linh thạch, món bảo vật này cũng. Nghĩ tới điều gì, Lưu Sương không để ý tới việc giải thích cùng Tôn Cường, đi tới trước mặt tái các chủ. Bảo bối có linh tính, có thể tự do lựa chọn chủ nhân. Nói cách khác, vị Trương Huyền này không chỉ xông qua Lưu Thương Khúc Thủy, kiếm lấy 5.000 linh thạch, đánh cược thắng Trần trưởng lão, sợ rằng ngay cả món binh khí này cũng sẽ bị lừa đi. Cái này gọi là chuyện gì? Người ta tốn 100 linh thạch xông qua ải, cơ bản phải bù tiền. Người này không chỉ kiếm tiền, còn đánh cược kèm theo lừa gạt. Dám bảo các lần này xem như là tổn thất quá lớn. Bảo vật có linh, có thể tự chủ lựa chọn chủ nhân. Tuy rằng vật phẩm này ở lại dám bảo các chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có người nào nhận ra. Hiện tại có người nói ra lai lịch, tự nhiên hưng phấn khác thường, muốn nhận chủ, cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tài các chủ cũng nghĩ đến điểm này, không nhịn được lắc đầu. Mỗi một món bảo vật của giám bảo các đều vô cùng chân quý. Hắn cũng không muốn lưu lạc ra ngoài, nhưng đối phương nhận được linh tính tán thành, muốn phủ nhận, cũng không có cách nào. Vậy, nếu như bảo vật phía sau lại xuất hiện loại tình huống này, vậy làm sao bây giờ? Thấy lão sư cũng không có cách nào, Lưu Sương thoáng hiện ra vẻ lo lắng nhìn qua. Ha ha, yên tâm đi, cái thứ nhất là binh khí. Dám bảo sư hoặc người trời sinh có thiện cảm đối với binh khí, có thể dễ dàng được tán thành. Nhưng phía sau lại không giống. Bảo vật phía sau, đủ loại, có đồ cổ, thi họa, các loại thiên tài địa bảo. Loại này không phải dám bảo sư lợi hại không có cách nào nhận ra. Lại nói, cho dù nhận ra, muốn có được linh tính trong đó tán thành, khó khăn làm sao, có thể nói gần như không có khả năng. Tái các chủ mỉm cười. Không cần buồn lo vô cớ, tự tìm phiền não. Cái này, thật ra cũng đúng. Lưu Sương thoáng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, gật đầu đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Đột nhiên linh khí trước mắt chấn động kịch liệt một hồi, trực tiếp tập trung về phía bên trong cánh cửa. Ngay sau đó trước mắt mọi người hoa lên một cái, liền thấy linh khí hội tụ thành vô số con chim không biết tên, đều bay lượn, cùng kêu lên ngân dài. Hóa linh hí, thi họa tán thành. Đây là loại chí bảo thi họa tán thành chủ nhân. Mắt tái các chủ tối sầm. Chương 777, mạnh mẽ dừng lại một. Ngũ cảnh đầu của thi họa, lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng, hóa linh. Đạt được hóa linh, vật phẩm trên bức tranh sẽ hấp thu linh khí, linh tính 10 phần, đạt được cảnh giới càng cao thâm hơn. Thậm chí ngay cả toàn bộ bức tranh đều sẽ được giao cho linh tính, tự chủ tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Giống như linh binh lợi hại. Linh khí trước mắt tập trung lại, chim trên bức tranh bay lượn. Rất rõ ràng, linh tính tán thành người xông qua ải bên trong. Cái này, pháp bảo, nói hắn là luyện khí sư, hoặc tiên thiên đặc biệt có cảm giác thân thiết đối với binh khí. Nhưng thi họa, lại khác. Thi họa cao nhã, thuộc về am hiểu của văn nhân mặc khách. Thực lực cường thịnh mấy đi nữa, công pháp lại tinh thông, cũng rất khó được tán thành. Trừ khi lĩnh ngộ ý cảnh trong tác phẩm, phải biểu đạt hàm nghĩa thật sự, mới có thể nhận được tán thành. Nhưng, bức tranh bên trong, tên không biết, vẽ thứ gì cũng không biết, niên đại càng không rõ. Làm thế nào biết được ý nghĩa muốn biểu đạt, phải thuật lại tư tưởng. Chẳng lẽ, người này còn là một vị thi họa sư? Cũng chỉ có loại nhân vật này có thể sáng tác ra thi họa, mới có khả năng ở trong một tác phẩm không có tác giả, không in ấn, không niên đại, phát hiện suy nghĩ chân chính của vị thi họa sư kia. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa, muốn nghe hắn giải thích một chút. Hạ nhân này chắc chắn thiếu gia nhà bọn họ có thể qua cửa ải như thế, sẽ phải biết một ít. Thi họa sư, thiếu gia nhà chúng ta đã sớm là vậy. Biết đối phương nghi ngờ, Tôn Cường mỉm cười, chắp hai tay ở sau lưng,
vẻ mặt ngạo nghễ. Hơn nữa sử dụng một con rùa, là có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh. Điều này với hắn mà nói, là trò trẻ con mà thôi. Sử dụng một con rùa làm ra tác phẩm ngũ cảnh. Khóe miệng tất cả mọi người nhất thời cùng co rút. Có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh, vậy ít nhất là thi họa sư tam tinh. Sử dụng rùa vẽ tranh, còn đạt được ngũ cảnh, vậy phải là mấy tinh. Cho dù thi họa sư tứ tinh sư bọn họ biết, cũng làm không được. May mắn tinh thông đối với luyện khí, hiểu rõ đối với thi họa, không có nghĩa là dám bảo cũng lợi hại. Có thể, chỉ là vận khí. Trong đám người có một dám bảo sư nói. Chỉ có điều, hắn nói xong đừng nói là những người khác không tin, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không có lực. Có phải vận khí hay không, xem một bảo vật một chút, hắn sẽ không thể phân biệt. Nếu như không đoán sai, phải là một thiên tài địa bảo. Thứ này từ trên trời rơi xuống, không người nào có thể chế luyện, cũng không có người nào có thể phân biệt, không lại dính dáng tới luyện khí và thi họa. Là giám định thuần túy nhất. Thấy mọi người bị đả kích nói không nên lời, Trần trưởng lão càng lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại nôn ra máu. Cũng không biết hắn là chấn động kinh ngạc hay đau lòng. Tái các chủ nhìn quanh một vòng, nói. Nếu quả thật là vận khí, hắn nắm giữ thân phận luyện khí sư và thi họa sư, trùng hợp nhận ra hai món đồ này, vậy phía sau khẳng định cũng không nhận ra. Hy vọng hắn không nhận ra, bảo vật trong lưu thương khúc thủy, mỗi một cái đều là chấn các chi bảo do thế hệ trước lưu lại. Mỗi một cái đều có thể bán ra với giá trên trời, có hai cái nhận chủ, tiếp tục nhận nữa, ta sợ. Dám bảo các chúng ta sẽ phá sản. Lộc trưởng lão không nhịn được nói. Điều này, ngược lại cũng đúng. Khóe miệng tái các chủ cũng giật một cái. Nhận ra bảo vật là gì, có thể thông qua cửa ải. Người này thì hay rồi, trực tiếp làm cho bảo vật nhận chủ. Liên tiếp tổn thất hai cái, lại tổn thất nữa, cho dù dám bảo các có tiền nữa, cũng không chịu được. Yên tâm, ta cũng xông qua lưu thương khúc thủy, chí bảo thiên ngoại thứ ba, ta từng đặc biệt nghiên cứu qua. Trần trưởng lão cuối cùng kìm chế sự kích động muốn nôn ra máu, cắn răng một cái. Thứ này làm bằng vật liệu gì, không có ghi chép, có linh tính hay không cũng không biết được rõ ràng. Muốn nhận ra, gần như không có khả năng, càng chưa nói để cho nó nhận chủ. Vật thiên ngoại, không có người nào từng thấy, trên sách cũng không có ghi chép. Muốn nói ra tên, lại gần như không thể nào. Huống gì bên trong có linh tính hay không cũng không biết được rõ ràng. Muốn để cho nó nhận chủ, càng đừng hy vọng. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời, một âm thanh cười vui vang lên lần nữa. Ý tứ của ngươi, thiếu gia nhà chúng ta không nhận ra thứ này. Cũng không có cách nào khiến cho nó nhận chủ. Người nói vẫn là Tôn Cường. Hừ. Trần trưởng lão vung ống tay áo. Không cần hừ, như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội lấy lại vốn. Chúng ta tiếp tục đặt cược 3.000 linh thạch, nếu như thiếu gia nhà chúng ta, thật sự không nhận ra đồ là gì, cũng không có cách nào khiến cho nó tán thành, linh thạch ngươi thua ta từ bỏ. Nếu như nhận ra, lại thua ta 3.000 linh thạch, có được không? Mắt Tôn Cường sáng lên nhìn qua. Ta, khóe miệng Trần trưởng lão run rẩy, muốn đáp ứng lại không dám. Vừa rồi nhiều chuyện, nói người kia không có cách nào qua cửa ải, ai biết đi vào khiến hai cái bảo vật tán thành. Lần này có trời mới biết có tình huống gì. Lại không dám, cho người cơ hội lấy lại vốn, người không nắm chắc, còn làm dám bảo sư tứ tinh, cao thủ hóa phàm cảnh, nói rất mạnh mẽ, lá gan lại nhỏ như vậy. Tôn Cường khinh bỉ liếc mắt thoáng nhìn. Ngươi, không nghĩ tới mấy phút ngắn ngủi, bị một nhân vật nhỏ khinh bỉ hai lần, Trần trưởng lão tức giận. Sắc mặt đỏ lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Được rồi. Đang tức giận, chỉ thấy người mập mạp phía sau Tôn Cường lại đi tới, vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa trách một câu. Thấy người này nói giúp hắn, Trần trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cảm kích một chút, liền nghe được đối phương nói tiếp. Trần trưởng lão cũng không phải là không muốn đánh cược, mà nếu chẳng may thua, không có tiền trả vậy phải làm sao bây giờ? Tôn quản gia, người thứ lỗi một chút. Người ta cũng không dễ dàng. Người nghèo chí ngắn, đây là chuyện không có cách nào khác. Phụt. Không nghe còn tốt, vừa nghe liền không thể tiếp tục kìm chế được, máu tươi lại phun ra. Trần trưởng lão cũng phát điên. Giám bảo sư, một trong những nghề có tiền nhất thiên hạ. Hắn đường đường là giám bảo sư tứ tinh, còn là người xuất sắc trong số đó, không nói giàu có thể so sánh với một nước, cũng tuyệt đối không khác biệt lắm. Lúc này tự nhiên bị người ta ngang nhiên nói. Người nghèo chí ngắn. Nghèo em gái ngươi.
đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai. Không thể tiếp tục kìm chế được, Trần trưởng lão rít gào một tiếng. Vậy thì dễ nói, chỉ có điều, nếu như ngươi thua, không có tiền đưa, làm sao bây giờ? Tôn Cường thỏa mãn thoáng liếc mắt nhìn viên đào ở phía sau hát đệm, cười nói. Chương 778, mạnh mẽ dừng lại 2. Không có tiền ta sẽ mượn Lộc trưởng lão, không phiền ngươi phải nhọc lòng. Trần trưởng lão vung tay. Trần trưởng lão, nghĩ lại. Lông mày giật loạn, Lộc trưởng lão vội vàng khuyên can. Yên tâm đi, lần một lần hai, không thể có đến lần thứ ba. Ta không tin hắn ngay cả Chí Bảo Thiên Ngoại cũng có thể nhận ra. Nếu quả thật có thể nhận ra, thua Táng gia bại sản, ta cũng nhận. Trần trưởng lão cắn răng. Có thể đạt được giám bảo sư tứ tinh, hắn vốn không phải là một người lỗ mãng. Nhưng hai người béo mập trước mắt này thật sự quá khinh người. Lại nói, hắn cũng thật sự không tin, người thanh niên kia có thể ngay cả Chí Bảo Thiên Ngoại cũng nhận ra được. Phải biết rằng, trước đây một vị giám bảo sư ngũ tinh đi ngang qua cũng không nói ra tên của thứ này. Một tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, làm sao có thể biết rõ tất cả, thậm chí khiến cho nó tán thành. Ong! Loại tự tin này còn chưa có kết thúc, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn thanh thúy, giống như với tiếng động vang lên trước đó. Bảo vật tán thành, linh tính kích động, tán thành. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, Trần trưởng lão khóc. Chí Bảo Thiên Ngoại cũng có thể tán thành. Người này rốt cuộc là một quái vật thế nào? Lại rốt cuộc làm sao làm được? Leng keng. Thời gian hắn co quắp không lâu, bên trong lại một lần nữa có âm thanh vang lên. Thật giống như Trương Huyền không phải đang xông qua ải, mà là tiến vào xưởng âm nhạc, đập loạn xung quanh. Các chủ, nếu không, mạnh mẽ dừng lại. Nghe được âm thanh bên trong liên tiếp vang lên, Lộc trưởng lão cũng không nhịn được. Dừng. Không dừng lại, ta sợ. Dám bảo các chúng ta sẽ bị hắn giám định tới đóng cửa. Khóe miệng Lộc trưởng lão co giật. Cái này. Sắc mặt tái các chủ cũng lúc trắng lúc xanh. Người ta qua sông Lưu Thương Khúc Thủy, 10 món nhận ra một đã có thể nói là nghịch thiên. Người này thì hay rồi, không chỉ nhận ra, còn khiến tất cả bảo vật nhận ra được tán thành. Nếu thật sự tiếp tục như vậy, sợ rằng toàn bộ giám bảo các đều gần như bị hắn quét sạch sẽ. Nhanh quyết định một chút. Giám định ra một cái lại tính là qua cửa ải. Tiếp tục nữa, 10 món bảo bối đều lấy đi, sau đó phải làm sao bây giờ? Biết thời gian không thể chậm trễ, vẻ mặt Lộc trưởng lão sốt ruột. Được, hiện tại để hắn dừng lại. Biết chuyện nghiêm trọng, tái các chủ cắn răng một cái. Vốn tưởng rằng đối phương tới sông qua Lưu Thương Khúc Thủy, chỉ là đùa giỡn, nhất định sẽ vấp phải trắc trở mà về. Ai biết vừa ra tay. Bảo vật liên tiếp thuần phục. Bọn họ khiếp sợ đến mức không dám tiếp tục. Tuy rằng giám bảo các được gọi là bảo vật vô số, tài phú vô song, cũng có giới hạn. Bảo vật trong Lưu Thương Khúc Thủy không cách nào khiến cho người ta giám định, rất rõ ràng chính là cực hạn. Một hai cái tán thành còn có thể, tất cả đều tán thành, vậy giám bảo các lại tương đương với không có trấn các chi bảo, cũng không cần tiếp tục nữa. Chuyện gì thế này? Đường đường là giám bảo các, ủy khuất thành như vậy, cũng thực sự choáng váng. Lấy chìa khóa, Lưu Thương Khúc Thủy có thể tiến hành, tất nhiên cũng có thể dừng lại. Chỉ có điều cũng giống như khi mở ra, cần phải có 3 cái chìa khóa đồng thời tiến hành. Được, Trần trưởng lão, Lộc trưởng lão đã đi đồng thời đi tới tường trước mặt, bàn tay vươn ra, chìa khóa cắm vào lỗ thủng. Két, két, trận pháp trước đó vận chuyển, dựa theo 3 cái chìa khóa đồng thời xoay tròn, lập tức ngừng lại. Ánh sáng ngừng lại. Các ngươi, làm cái gì vậy? Lông mày Tôn Cường nhíu lại một cái. Yên tâm đi, chỉ là dừng trận pháp, sẽ không tạo thành tổn thương đối với thiếu gia nhà các ngươi. Tái các chủ nói. Không thua nổi lại dừng, dám bảo các, thật sự mất mặt. Tôn Cường hừ nói. Cho dù không nghe được bọn họ nói chuyện, hắn cũng biết được ý của mấy người này. Rất hiển nhiên, thiếu gia đại triển thần uy, liên tục khiến cho bảo vật tán thành, bọn họ khiếp sợ đến mức không dám tiếp tục. Khụ khụ. Mạnh mẽ dừng lại, là chúng ta không đúng. Chỉ có điều, yên tâm đi, chúng ta sẽ cho thiếu gia nhà các ngươi một công đạo. Bị trực tiếp cười nhạo, sắc mặt tái các chủ đỏ lên, không nhịn được nói. Giống như đối phương nói, những bảo vật này là do các đời trước lưu lại, cũng có thể làm lợi thế sát hạch giám bảo sư ngũ tinh, quả thật không thua nổi. Chỉ có điều, mạnh mẽ đi dừng như vậy, đối với đối phương quả thật cũng không công bằng.
dám bảo các chỉ có thể nghĩ biện pháp bồi thường. Hừ, vẻ mặt Tôn Cường không vui, chỉ có điều, đã dừng, hắn cũng không có biện pháp. Được rồi, mở rộng cửa. Dừng trận pháp, Lưu Thương Khúc Thủy sẽ dừng, bảo vật cũng sẽ không tiếp tục đi ra. Tái các chủ mỉm cười khoát tay chặn lại. Ầm ầm. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên cảm thấy mặt đất lắc lư một hồi. Tất cả mọi người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngay sau đó một tiếng chuông lớn vang vọng đại sảnh, thiếu chút nữa khiến lỗ tai người ta bị chấn động điếc. Là, bàn điều khiển Lưu Thương Khúc Thủy, tán thành chủ nhân. Ta ngất. Cảm nhận được loại chấn động này, tái các chủ vừa nhìn về phía trong, hét lớn một tiếng, vẻ mặt phát điên. Chương 779, nội dung bồi thường 1. Thời gian trở lại một phút trước. Liên tục bốn món bảo vật ở trên lá cây nhảy ra, tới trước mặt. Trương Huyền có ngốc cũng hiểu rõ, là nhận được tán thành, mấy thứ này muốn cùng mình rời đi. Cũng đúng, bảo vật giống như người, được chế luyện ra, lại muốn biểu hiện giá trị của mình. Bị nhốt ở trong Lưu Thương Khúc Thủy tối tăm không có ánh mặt trời, ai cũng không nhận ra, bảo kiếm bị long đong, Minh Châu không ánh sáng, đổi lại thành bất kỳ một loại linh tính nào, khẳng định đều cực kỳ không cam lòng. Bởi vậy, một khi bị nhận ra, đều khuất phục. Vậy ta không khách khí nữa. Khóe miệng cong lên, bàn tay chộp một cái, lại thu mấy cái bảo bối nhảy ra vào chiếc nhẫn chữ vật. Mấy thứ này, Thiên Đạo Đồ Thư Quán đều cho ra tên gọi rõ ràng. Cho dù không hiểu nhiều đối với bảo vật, hắn cũng biết là vô giá, tuyệt đối không phải là mấy trăm linh thạch có thể mua được. Vật chân quý như thế nhận chủ, không cần mới là lạ. Vừa thu đồ xong, muốn tiếp tục chờ bảo vật kế tiếp xuất hiện, lại thấy Lưu Thương Khúc Thủy trước mắt lắc lư một hồi, ngừng lại. Dòng nước hình như cũng dừng lại. Chẳng lẽ, cái này cũng sẽ hỏng? Lông mày hắn nhíu lại một cái. Lưu Thương Khúc Thủy do trận pháp huy động, dựa theo đạo lý, cũng không dừng chảy, cho đến tất cả 10 món bảo vật xuất hiện. Thế nào lúc này mới ra 4 cái, lại ngừng. Xem có thể sửa được hay không? Đầy nghi ngờ, hắn đưa tay sờ lên thạch đài trước mắt. Thứ này hẳn là giống như cửa ải sát hạch danh sư của danh sư đường, là một linh khí, khống chế nước chảy, bảo vệ bảo vật. Đột nhiên dừng lại, chắc hẳn xảy ra vấn đề. Chỉ có điều, không có vấn đề gì. Có đồ thư quán ở trong tay, chỉ cần là chỗ thiếu hụt, chỗ sơ hở, đều có thể dễ dàng nhìn ra. Bù! Sách xuất hiện, hắn tiện tay mở ra, cầm lấy bút lông viết xuống. Bàn điều khiển Lưu Thương Khúc Thủy, linh cấp hạ phẩm, do giám bảo các thống nhất lắp đặt ra. Hắn nhanh chóng viết xuống, mới viết mấy chỗ thiếu hụt, liền nghe được một tiếng nổ lớn. Bàn điều khiển không ngừng lắc lư, đối với hắn phát sinh cảm giác đặc biệt vô cùng thân thiết. Thứ này cũng có thể thu. Cảm nhận được thái độ của thứ này giống hệt với mấy cái bảo vật trước đó, Trương Huyền kinh ngạc. Nếu như là thật, không phải có nghĩa là, bảo vật bên trong cũng có thể cùng thu sao? Thử xem. Hắn khẽ cười, tinh thần thoáng động. Quả nhiên cảm thấy Lưu Thương Khúc Thủy cực lớn trước mắt này, hoàn toàn không có chút phản kháng, vù, một tiếng, tiến vào tổng chiếc nhẫn chữ vật. Ta ngất, thật sự là được. Khóe miệng cong lên, Trương Huyền đang định nhìn xem trong phòng còn có gì có thể lại giám định, cướp đoạt, chỉ thấy cửa phòng, két, một tiếng, mở ra. Tái các chủ và Lộc trưởng lão, Trần trưởng lão vọt vào. Ngươi, ngươi, ngươi cũng thu Lưu Thương Khúc Thủy. Nhìn đại sảnh trước mắt trống rỗng. Ba vị giám bảo sư tứ tinh mỗi một người môi run rẩy, nhìn về phía người thanh niên trước mắt, giống như là nhìn quái vật. Chúng ta là để cho ngươi tới xông qua Lưu Thương Khúc Thủy, không phải để cho ngươi tới càn quét. Trước đây tiến vào phòng thoạt nhìn giống như sơn dã, có núi đá, có nước chảy. Cái này thì hay rồi, một gian phòng trống trải trụi lủi, một cái lông gà cũng không có. Ngươi đây không phải là xông qua ải, là thiết tấu muốn đùa chết giám bảo các. Trương sư Lưu Thương Khúc Thủy là bảo vật của giám bảo các, đại biểu cho uy nghiêm, có thể lưu lại hay không? Cố nén kích động muốn nôn ra máu, sắc mặt tái các chủ đỏ lên, nói. Trước còn xưng hô Trương lão đệ, hiện tại hắn cũng không dám kêu. Người ta vừa ra tay, không chỉ nhận ra nhiều bảo bối như vậy, ngay cả bàn điều khiển cũng thu. Trình độ giám bảo, tuyệt đối ở trên hắn. Xưng hô, lão đệ, hắn đã không đủ tư cách. Lưu lại. Nó nguyện ý nhận ta làm chủ. Mắt Trương Huyền trợn trừng. Xem vui đùa sao, nhiều bảo bối như vậy, làm sao có thể tùy tiện buông. Cái này, ta biết. Chủ sắc tái các mặt đỏ lên. Thiên tài địa bảo, người có đức được nhận.
những bảo vật này tán thành chủ nhân, làm giám bảo sư, chắc hẳn là biết khó mà lui, cường thịnh mấy đi nữa, hỏi người ta đòi, không có gì khác với trắng trợn cướp giật. Nhưng, lưu thương khúc thủy là một trong những vật phẩm có tính tiêu chí chân quý nhất của giám bảo các bọn họ, tuyệt đối không thể mất đi. Bằng không, không cần tổng bộ trách cứ, các chủ hắn cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Cái này giống như có người xông vào danh sư đường, lấy đi linh khí sát hạch xông qua ải. Truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người ta cười ngạo. Như vậy, chỉ cần trương sư đồng ý lưu lại lưu thương khúc thủy, giám bảo các chúng ta, nguyện ý. Tiến hành bồi thường. Có chút do dự, tái các chủ nói lần nữa. Bồi thường, các ngươi muốn thường linh thạch cho ta. Cũng tốt. Trương Huyền lật ngón tay tính toán. Cái lưu thương khúc thủy này, bên trong ẩn chứa 10 món bảo vật. Mỗi món ta cũng không có công phu sư tử ngoạm, theo 5.000 linh thạch tính toán. Toàn bộ cộng lại cũng là 5 vạn, lại tính cả bàn điều khiển này. Lại thêm 1 vạn, nói cách khác các ngươi cho ta 6 vạn linh thạch, thứ này để lại cho các ngươi. 6 vạn. Ba lớn giám bảo sư đồng thời thoáng lảo đảo một cái, mắt ửng đỏ. Chương 780, nội dung bồi thường 2. Bọn họ là giám bảo các, không phải là ngân hàng tư nhân. Hơn nữa, cho dù là ngân hàng tư nhân, cũng không lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này, nhiều linh thạch như vậy, chúng ta thật sự không lấy ra được. Tài các chủ xấu hổ hận không thể có một khe nứt chui vào. Chuyện gì thế này? Thời điểm lưu thương khúc thủy không ai xông qua, mỗi một người kỳ vọng có thể xông qua. Thật sự có người xông qua, lại sắp muốn khóc, cảm thấy tốt nhất không phải là sự thật. Không lấy ra được, tốt lắm, chỉ cần có thể lấy ra mấy thứ này, ta không cần linh thạch bồi thường cũng có thể. Thấy đối phương hiếm khi lại khóc ầm lên, ba lớn dám bảo sư tứ tinh, muốn phát điên. Trương Huyền cũng biết nhiều linh thạch như vậy bọn họ khẳng định cũng không lấy ra được. Hắn có chút do dự, nói tiếp. Đầu tiên, giúp ta tìm công pháp, võ kỹ, hóa phàm cảnh càng nhiều càng tốt. Thứ hai, ta muốn vô hồn kim nhân và tất cả sách có liên quan tới vu hồn sư, tương tự, số lượng không giới hạn. Thật ra, cái lưu thương khúc thủy này cùng với bảo bối bên trong, muốn hay không, đều không quan trọng. Thật sự muốn nhận được linh thạch, cũng có thể tìm được vô số phương pháp. Bây giờ quan trọng nhất đối với hắn chỉ có hai chuyện. Một là, biết phương pháp khiến cho linh hồn ngủ say thức tỉnh, cứu chữa cho lộ trùng. Hai là, nâng cao tu vi, thăng cấp danh sư, tranh thủ trước 30 tuổi đạt được cấp bậc cửu tinh. Bảo vật, linh thạch chỉ là thủ đoạn trợ giúp mà thôi. Cho dù tốt, so với hai thứ này, cũng không tính là cái gì. Những cái này, vốn tưởng rằng đối phương sẽ còn nói ra lời gì quá đáng. Vừa nghe được cũng chỉ là mấy thứ này. Tái các chủ sửng sốt. Công pháp, võ kỹ hóa phàm cảnh, bọn họ tuy là giám bảo các, còn có thể tìm ra một chút, không tính là chân quý. Về phần sách liên quan tới vu hồn sư, tuy rằng nghề nghiệp này, cụ thể tồn tại hay không tồn tại, còn tồn tại tranh luận nhất định, nhưng giám bảo các vẫn có một ít sách liên quan. Chỉ có điều, đều nói không rõ, tin tức có chính xác hay không cũng không được biết. Nói thật, mấy thứ này, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Bất kể so sánh với những bảo vật này, hay lưu thương khúc thủy, đều kém một mảng lớn. Trước đó, thấy đối phương tham tài như mạng, vì linh thạch, không tiếc tất cả, vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ cướp đoạt thật lớn, lại nói ra một yêu cầu khiến cho giám bảo các bọn họ phá sản. Không nghĩ tới, chỉ cần những vật này. Điều này, không có vấn đề gì đi. Thế nào, làm không được sao? Thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ, Trương Huyền nhìn qua. Cái khác đều có thể tìm được một ít. Chỉ có vô hồn kim nhân, thứ này không phải là của giám bảo các ta, mà là có người gửi bán. Cụ thể bán đấu giá như thế nào, giá cả thế nào mới có thể mua được, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, ta không dám cam đoan. Tái các chủ vội hỏi, vô hồn kim nhân là của người khác gửi lại, cụ thể có thể bán ra bao nhiêu tiền, hắn cũng chỉ là ước đoán một chút. Cho dù giám bảo các bọn họ ra tay, có thể mua được hay không, cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, không dám cam đoan có thể 100% trả được tiền. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cách nói bảo thủ. Tài lực của giám bảo các so với các thế lực khác xem như là mạnh nhất, lại còn đấu giá ở trên địa bàn của hắn. Nếu như bọn họ cũng mua không được, những người khác muốn thành công, có khả năng nhỏ hơn. Cái này không có việc gì. Ngươi không phải nói xông qua lưu thương khúc thủy, có thể có phần thưởng 5.000 linh thạch sao? Bản thân ta mua cũng làm được. Chỉ cần có thể thu thập chỉnh tề mấy thứ ta mới vừa nói, mỗi thứ không kém hơn 1.000 quyển là được.
Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. 1000 quyển. Lông mày vừa giật, sắc mặt tái các chủ thoáng cái tái xanh. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ cần 1 hay 10 quyển cũng không tệ. Vừa mở miệng hơn 1000 quyển, cần nhiều sách như vậy làm gì? Còn tưởng rằng không cần 6 vạn linh thạch, muốn vật này là bỏ qua dám bảo các. Hiện tại xem ra, điều kiện này cũng không dễ dàng như vậy. Sách phu hồn sư, không chỉ chúng ta không có nhiều như vậy, cho dù vạn quốc thành khẳng định cũng không tìm được bao nhiêu. Tối đa chỉ có thể tìm tới hơn 10 quyển, về phần công pháp bí tịch hóa phàm cảnh, hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh, có thể tìm được trên 1000 quyển. Dù sao cấp bậc này rất bình thường, công pháp cũng nhiều. Về phần nhị trọng nguyên khí cảnh, lại tương đối hiếm hơn, không nhiều như vậy. Tối đa 500 quyển, tam trọng âm dương kính, vạn quốc thành thật ra có thể tìm không ít. Ở đây, có thể tìm tới 100 quyển cũng không tệ. Cẩn thận suy tính một lần, tái các chủ nói rõ ràng một lượt những thứ có thể tìm được. Hồng Hải Thành mặc dù là một thành thị cực lớn của Liên minh Vạn Quốc, dù sao cũng không cường đại bằng Vạn Quốc Thành. Cho dù có bí tịch, cũng không có khả năng thoáng cái tìm được hơn 1000 quyển. Nhất là hóa phàm tam trọng, mỗi một quyển đều được các gia tộc lớn coi trọng đồ của mình, không truyền ra ngoài. Cho dù dám bảo các đứng ra, có thể tìm tới 100 quyển đã rất tốt rồi. Hơn nữa còn là lục soát khắp tất cả gia tộc có nắm giữ. Cũng tốt, tận dụng thời gian đi tìm đi. Biết chịu giới hạn bởi hoàn cảnh địa lý, có thể tìm được nhiều như vậy đã không tệ, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Cổ tay hắn lật một cái, lưu thương khúc thủy lại xuất hiện. Thứ này có thể trả lại cho đối phương, chỉ có điều 4 thứ trước đã nhận chủ, cũng đừng nghĩ. Cảm ơn Trương Sư thành toàn. Tái các chủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm quyền. Không có việc gì, nhanh đưa 5000 linh thạch xông qua ải cho ta đi. Trương Huyền xua tay. Ừ, vậy ta lại đi lấy cho ngươi. Tái các chủ đi ra ngoài, thời gian không lâu, đã đi tới trước mặt. Cổ tay hắn lật một cái, một đống linh thạch xuất hiện ở phía trước. Linh khí kích động, giống như cơn lốc. Tinh thần đảo qua, biết có 5000 cái, Trương Huyền khẽ cười, thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Thiếu gia, vị Trần trưởng lão này vừa rồi đánh cược thua, thiếu chúng ta 6000 linh thạch. Lấy đồ xong, hắn đang muốn nói gì, đã thấy Tôn Cường đi đến. Đánh cược, 6000 linh thạch. Trương Huyền sửng sốt, nhìn về phía lão già cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa ra tay chính là 6000, Trần trưởng lão, người quả nhiên còn hào phóng hơn so với tái các chủ. Hào phóng? Trần trưởng lão khóc. Đây không phải là hào phóng, đây là muốn mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 780.